Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 33. Diệp Quân lại đột nhiên hô lên, chờ chút. Nghe thấy Diệp Quân gọi, đám cường giả của Thánh Tông vội dừng lại ngay. Diệp Quân nhìn một đại đế trong đám người đó, hỏi, thương hội Vân Hải lừa của ta 6 tỷ linh nguyên, việc này định tính thế nào? 6 tỷ. Vị đại đế đứng đầu nghe nói thế thì sửng sốt cả người, quay phắt lại, nhìn cầm quản sự đang run rẩy cách đó không xa, 6 tỷ. Cầm quản sự cũng đã nghe thấy, sắc mặt đã tái nhợt, run giọng phủ nhận, không, không phải. Diệp Quân nhìn chòng chọc vào cô ta, không cái gì. Ta nói cho ngươi biết, làm người thì phải biết lấy một đền 10. Cầm quản sự run run nói, lấy một đền 10 là sao? Diệp Quân chỉ nhìn chằm chằm cô ta, không nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Quân khiến cầm quản sự sợ hãi tột cùng, không dám cãi thêm lời nào, thôi được rồi. Người lợi hại, người muốn đền 10 thì đền 10 đi. Đã đến nước này, đương nhiên Diệp Quân nói gì cũng đúng. Diệp Quân lại nhìn sang phía vị cường giả đại đế cầm đầu, trả ta 6 tỷ, bằng không, từ hôm nay trở đi, thế gian không còn Thánh Tông nữa. Nghe vậy, sắc mặt vị đại đế kia trở nên vô cùng khó coi, ông ta căm tức nhìn cầm quản sự còn không chịu giao ra. Cầm quản sự vội chỉ vào thi thể Cố Vân Hải, ở chỗ ông ta. Vị cường giả đại đế lạnh lùng liếc nhìn cầm quản sự rồi mở lòng bàn tay, nhẫn không gian giấu trên thi thể Cố Vân Hải bay về tay ông ta, nhưng kiểm tra bên trong lại chỉ có 600 triệu linh nguyên. Đại đế chau mày, sao chỉ có 600 triệu? Cầm quản sự liếc mắt về phía Diệp Quân rồi cúi đầu, không dám nói lời nào. Thấy thế, vị cường giả đại đế kia còn gì không rõ nữa. Thiếu niên kiếm tu này muốn tranh thủ tống tiền đây mà. Tuy vô cùng phẫn nộ nhưng ông ta vẫn không dám nổi giận ra mặt, một vị cường giả tuyệt thế có thể giết chết mệnh vận đại đế trong nháy mắt như vậy, Thánh Tông tuyệt đối không có khả năng chống lại. Vị đại đế nọ cố nén lửa giận trong lòng, cười cười nịnh bợ, thưa công tử xem. Diệp Quân nhìn chòng chọc vào ông ta, 6 tỷ. Cường giả đại đế cười khổ, thưa công tử, chúng ta có gì cũng nên nói có lý một chút chứ, ở đây chỉ có 600 triệu, như thế. Diệp Quân xua tay, giờ ta không thích nói lý, 6 tỷ, ta nói thêm lần cuối, nếu ông còn dám nói nhảm thì tự chịu hậu quả. Nghe thấy thế, vị cường giả đại đế kia căm hận lắm mà không dám cãi lời nào, đành phải nhún nhường, xin công tử chờ một lát, chúng ta sẽ đi gom ngay. Nói đoạn, ông ta nhìn sang một ông lão đứng gần đó, gầm lên, đi mau. Ông lão kia không dám chần chừ, vội quay đầu, biến mất khỏi đó. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu chữa thương, khôi phục thể xác. Cường giả đại đế liếc nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy kiêng dè, đương nhiên, nghi hoặc lại càng lớn. Trong tình huống bình thường, thiên tài ở loạn tinh giới này có những ai, Thánh Tông đều biết cả, nhưng ông ta chưa từng nghe nói đến một kiếm tu trẻ tuổi như thế, càng chưa từng nghe nói đến người phụ nữ váy trắng nọ, chẳng lẽ họ là người từ bên ngoài tới đây? Bên ngoài? Nghĩ vậy? Sắc mặt vị đại đế kia tức thì trầm xuống, khả năng này rất cao. Chợt nghĩ tới điều gì đó, vị cường giả đại đế lại quay đầu lạnh lùng nhìn cầm quản sự, ánh mắt ông ta không hề che giấu sát ý. Chuyện thương hội Vân Hải này thường lừa tiền của người khác, ông ta cũng từng nghe nói, nhưng ông ta không ngờ rằng ả đàn bà này lại mờ mắt vì tiền tài đến thế. Không cần nghĩ cũng biết, một thiếu niên có thể tùy tiện lấy ra 600 triệu linh nguyên thì tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Chưa điều tra rõ ràng gốc tích đối phương đã dám thò tay ăn chặn, thật quá ngu xuẩn. Nay, không chỉ thương hội Vân Hải bị đập tan mà cả tông chủ Thánh Tông cũng bị giết chết rồi, tiếp theo đây, tương lai Thánh Tông đã chẳng còn gì. Không có mệnh vận đại đế chấn giữ, Thánh Tông sao còn khả năng đối đầu với Võ Tông? 2. Cường giả đại đế lặng lẽ thở dài, từ nay về sau, Thánh Tông coi như xong rồi. Cầm quản sự bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cường giả đại đế, sắc mặt càng tái mét, cô ta tuyệt vọng mềm người phủ phục trên mặt đất. Nghĩ tới thủ phạm gây ra cớ sự này, cô ta oán hận nhìn về phía Diệp Quân, tất cả là tại ngươi, ngươi đã có hậu thuẫn lớn như vậy, vì sao không nói sớm? Tự biết không thể thoát khỏi cái chết, bởi vậy cầm quản sự đã không còn sợ điều gì nữa. Dù sao cũng đều là chết mà thôi. Diệp Quân nghe cô ta nói thế thì nhíu mày. Nhìn thẳng vào cô ta, đầu óc cô có vấn đề sao?
Cầm quản sự gằn giọng, chẳng lẽ đó không phải là lỗi của ngươi sao? Ngươi đã có hậu thuẫn mạnh như vậy, vì sao từ đầu không nói rõ ra? Nếu ngươi sớm nói, ta nào dám lấy mấy trăm triệu linh nguyên đó của ngươi? Diệp Quân càng nghe càng sửng sốt, lối suy nghĩ của người này khiến hắn không thể hiểu nổi. Không chỉ Diệp Quân, đám người của Thánh Tông đứng gần đó cũng sững sờ. Cầm quản sự càng nói càng kích động, nguyên nhân việc này đúng là do lòng tham của ta gây nên, nhưng nếu gạt chuyện đó qua một bên, chẳng lẽ đám đàn ông các người không có gì sai sao? Diệp Quân, câm miệng. Một vị cường giả đại đế không thể nhịn được nữa, bèn vung tay áo. Cầm quản sự lập tức mất mạng. Vị đại đế kia lạnh lẽo nói, thứ ngu xuẩn. Đến ông ta cũng không chịu nổi. Diệp Quân không nói gì thêm. Trên đời này có rất nhiều người chưa bao giờ biết nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình, chỉ biết quy hết trách nhiệm lên người khác. Không bao lâu sau, thân thể Diệp Quân đã khôi phục. Lúc này, ông lão của Thánh Tông đã rời đi lúc trước cũng vừa quay lại, cầm một chiếc nhẫn không gian đưa cho vị đại đế đứng đầu. Vị đại đế kia liếc nhìn nó, sắc mặt khó coi, do dự một chút mới đưa cho Diệp Quân, thưa công tử, trong này có tổng cộng 5 tỷ linh nguyên, đây là toàn bộ tài sản của Thánh Tông ta hiện tại, công tử xem. Diệp Quân nhận chiếc nhẫn không gian, nói, phần còn lại cho các ngươi nợ tạm. Vị đại đế vội thưa, vâng vâng. Nói đoạn, ông ta vội dẫn đám cường giả rời khỏi đó. Sau khi đám cường giả của Thánh Tông đi khuất, Diệp Quân mới quay đầu, định rời nơi này. Nhưng đúng vào thời khắc đó, một dị biến nổi lên, khi hắn còn chưa kịp định thần, một nắm đấm xuất hiện, đánh trúng bụng hắn. Rầm. Diệp Quân bay ra xa vạn trượng, lúc rơi xuống, miệng đã liên tiếp hộc mấy ngụm máu tươi. Diệp Quân cố nén cơn đau nơi bụng, chậm chậm bò dậy, lau vết máu bên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ này dáng rong ròng cao, váy trắng chạm đất, sắc mặt như thể bị bao phủ sau một lớp xương giá, lạnh lẽo tột cùng, không có lấy một tia cảm xúc, trông chẳng khác nào một tảng băng. Chấp kiếm nhân. Trông thấy chấp kiếm nhân, Diệp Quân thoáng ngẩn ra, hắn thật không ngờ người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cố tình tới đây tìm mình. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ánh mắt lạnh như băng, miệng cười nhạt, tên khốn kiếp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Quân lau vết máu tươi lại đang trào ra trên khóe miệng, cười rộ lên, đường đường là chấp kiếm nhân của chân vũ trụ mà lại đi đánh lén. Ta thật không ngờ đấy. Chấp kiếm nhân khinh thường nói, đánh ngươi còn cần phải đánh lén sao? Diệp Quân chăm chú nhìn bà ta, trước kia chúng ta đã hẹn một năm sau mới đánh một trận, hiện giờ còn chưa đến thời hạn một năm, đương nhiên, nếu muốn đánh ngay lúc này cũng không phải là không được, tới luôn đi. Vừa dứt lời. Hắn đã xòe tay, một thanh ý kiếm xuất hiện, mặc dù biết đánh không lại người phụ nữ này nhưng cũng không còn cách nào, đánh không nổi thì vẫn phải đánh và bị đánh thôi, nếu đã thế, chi bằng cứ kiên cường lên một chút. Chấp kiếm nhân bước lên một bước, chớ nói ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ, hiện giờ ta đã tự hạ cảnh giới xuống tương đồng cùng ngươi, tránh cho ngươi thua còn không chịu phục. Dứt lời, chấp kiếm nhân lật bàn tay, cảnh giới lập tức bị trấn áp xuống tới chí tiên. Nhưng tuy đã tự hạ cảnh giới, hơi thở hùng hồn trên người vẫn cứ vượt xa Diệp Quân. Đây là bản chất nội tại, là thứ mà Diệp Quân hiện tại không thể so được. Diệp Quân thấy thế cũng yên tâm hơn, ít ra thì người này vẫn còn biết giữ đạo đức cơ bản của người học võ. Chấp kiếm nhân đột nhiên phất tay áo, một viên đan dược rơi xuống trước mặt Diệp Quân, vừa rồi ta đã đánh ngươi một quyền, để trận này được công bằng, ngươi chữa thương trước đi, sau đó hẵng đánh với ta. Trong tình huống thế này, đương nhiên Diệp Quân sẽ không sĩ diện, hắn uống viên đan dược, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Diệp Quân, ánh mắt như thể muốn xé nát kẻ kia ngay lập tức. Đúng lúc này, chân trời bên phải chợt xuất hiện mười mấy hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, giây lát sau, có một đám cường giả lao ra. Người cầm đầu chính là Tuyết Phong, sau lưng ông ta là một đám cường giả của Tuyết tộc. Tuyết Phong trông thấy Diệp Quân. Lập tức vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Nói đoạn, ông ta định tấn công Diệp Quân, nhưng lại đột nhiên cảm thụ được điều gì, ông ta quay đầu nhìn về phía chấp kiếm nhân đang đứng cách đó không xa. Nhìn rõ chấp kiếm nhân, Tuyết Phong cau mày, ngươi là ai? Chấp kiếm nhân chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta, không nói một lời.
Tuyết Phong nhìn chằm chằm vào chấp kiếm nhân, gầm lên, không muốn chết thì cút xa chỗ này chút đi. Người kia chỉ mới có cảnh giới chí tiên, cho nên ông ta không hề e sợ. Trong thế giới tu đạo, kẻ mạnh làm vua, khi gặp người tu đạo có cảnh giới thấp hơn mình, rất nhiều cường giả luôn giữ thái độ kẻ bề trên, thoải mái thao túng sinh mệnh đối phương. Chấp kiếm nhân lạnh lùng liếc nhìn Tuyết Phong, cút, ta chỉ nói một lần thôi. Tuyết Phong nheo mắt, cười nhạo, một chí tiên tép siêu mà cũng dám ngông cuồng như thế à? Một lão già đứng bên cạnh ông ta đột nhiên khục khặc cười cười, vẻ rất dâm dục, ả này nhất định là tình nhân của Diệp Quân rồi, chỉ bằng chúng ta bắt ả lại, làm nhục ả ngay trước mặt Diệp Quân, như vậy chẳng phải rất thú vị sao? Nghe thấy lão ta nói thế, đám cường giả của Tuyết tộc đứng quanh đó đều cất tiếng cười ha hả. Đúng lúc này, chấp kiếm nhân đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Một luồng kiếm quang lóe lên. Lão già vừa nói những lời tục tĩu đột nhiên biến sắc, vừa định lùi lại thì đã có một thanh kiếm lao đến, xuyên qua miệng lão ta. Xoẹt! Lão ta đã bị thanh kiếm này ghim chặt một chỗ, không thể nhúc nhích. Chấp kiếm nhân xoay người, hóa thành một tia sáng lướt qua. Vèo! Một tích tắc sau, hơn chục cái đầu đầm đìa máu tươi đã bay vèo ra ngoài, nơi đó chỉ còn Tuyết Phong và lão già bị ghim kiếm vào miệng còn sống sót. Thấy thế, sắc mặt Tuyết Phong biến đổi kịch liệt, ông ta hoảng sợ nhìn người phụ nữ cầm kiếm trước mắt, lẩy bẩy nói, ngươi là ai? Chấp kiếm nhân chỉ thờ ơ nhìn ông ta một cái, Tuyết tộc phải không? Người đâu? Chấp kiếm nhân vừa gọi đã có một cường giả mặc bộ giáp tím xuất hiện bên cạnh. Chấp kiếm nhân lạnh nhạt nói, mang hai người này về Tuyết tộc, sau đó, giết sạch người trong Tuyết tộc trước mặt chúng. Nói đến đó, chấp kiếm nhân chỉ vào lão già vừa thốt lên những lời tục tĩu, sau khi diệt sạch Tuyết tộc thì tống kẻ này vào chuồng lợn, cho lão nuốt 5 cân hợp hoan tán, phải nhớ, không được để lão chết, hãy để lão vĩnh viễn sung sướng như thế suốt đời. Nghe vậy, lão già kia suýt thì té xỉu. Vị cường giả mặc giáp tím kia đã nhanh nhẹn xách hai người mang đi, dù Tuyết Phong là đại đế nhưng khi đối diện với vị cường giả này, ông ta vẫn không hề có năng lực phản kháng. Sau khi xử lý xong đám người của Tuyết tộc, chấp kiếm nhân lại quay sang nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh lẽo tột cùng, lạnh lẽo đến mức nhiệt độ xung quanh dường như cũng đã giảm xuống rất nhiều. Thật hiển nhiên, cơn giận của chấp kiếm nhân còn chưa tan hết. Lúc này, Diệp Quân đã chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chấp kiếm nhân, bắt đầu đi. Chấp kiếm nhân chăm chú nhìn Diệp Quân, ngươi có thể dùng bất cứ thần vật nào, kể cả thanh thần kiếm trước kia của ngươi. Diệp Quân chỉ cười cười, không cần. Chấp kiếm nhân cũng không nhắc lại, thân mình thoáng dao động, hóa thành một luồng kiếm quang, lao về phía Diệp Quân. Một thanh kiếm nhằm thẳng giữa hai chân mày Diệp Quân phi tới. Một kiếm này thực sự quá nhanh, khi Diệp Quân thấy chấp kiếm nhân nhúc nhích thì kiếm đó đã lao tới gần sát giữa trán hắn. Tuy lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng thấy kiếm của chấp kiếm nhân tới quá nhanh, Diệp Quân vẫn phải giật mình khiếp sợ. Mặc dù kinh sợ trong lòng nhưng phản ứng của Diệp Quân không vì thế mà chậm lại, hắn hơi nghiêng người, thành công né được một kiếm chí mạng này. Nhưng chấp kiếm nhân dường như đã sớm liệu trước phản ứng của hắn, cho nên đổi đâm thành quét kiếm, thân kiếm quét ngang vai Diệp Quân. Uỳnh! Diệp Quân bị đánh lùi mười mấy trượng, hắn chưa kịp dừng, chấp kiếm nhân đã lại lao tới, đâm thẳng mũi kiếm vào giữa hai chân mày hắn. Diệp Quân lập tức biến mất, nhưng hắn không lùi mà lại tiến thêm. Đâm kiếm về phía chấp kiếm nhân. Hai kiếm đối nhau. Rầm. Luồng kiếm quang bỗng chốc vỡ vụn, Diệp Quân bị đẩy lùi, thân mình chưa dừng lại, kiếm của đối thủ đã đâm tới. Diệp Quân nheo mắt, vung tay đâm ra một kiếm. Một kiếm bất bại. Rầm. Kiếm quang hiện ra, chấp kiếm nhân đã vọt tới trước mặt Diệp Quân đột nhiên bị đẩy lùi ra sau hơn chục trượng. Sau khi dừng lại, chấp kiếm nhân híp mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, bất bại. Diệp Quân lau vết máu trào ra nơi khóe miệng, nhìn chấp kiếm nhân cũng đang nhìn hắn, lòng đầy khiếp sợ. Chấp kiếm nhân không thể ngờ, kiếm đạo của Diệp Quân đã phá phàm, hơn nữa, hắn còn lĩnh hội được chiêu thức bất bại cuối cùng trong bản bất bại quyền kinh của đại tỷ. Ngay lúc này, Diệp Quân chợt biến mất, chấp kiếm nhân cũng biến mất theo. Vèo, vèo. Hai âm thanh xé trời của hai luồng kiếm quang đột ngột vang lên. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, kiếm quang răng khắp nơi,
hoàn toàn không thể nhìn thấy bản thể của họ. Nhưng thực chất, Diệp Quân vẫn đang bị vây ở thế yếu, không chỉ có thế, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện những vết kiếm. Trái lại, chấp kiếm nhân không hề có lấy một vết thương, bởi vì mỗi một kiếm của Diệp Quân đều bị chấp kiếm nhân tránh được hoặc chống đỡ thành công. Tuy cảnh giới tương đương nhưng thực lực hai bên vẫn chênh nhau quá lớn. Vào lúc này, Diệp Quân vừa bị đẩy lùi, còn chưa kịp đứng vững, chấp kiếm nhân đã phóng tới trước mặt. Dầm. Diệp Quân nheo mắt, vung ngang kiếm chống đỡ. Diệp Quân lại bị đánh lùi. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lùi lại, chấp kiếm nhân đột nhiên biến mất, lại một kiếm phóng tới. Diệp Quân đã hoàn toàn bị chèn ép, chỉ có thể đỡ từng chiêu. Dầm. Lại bị đẩy lùi. Bấy giờ, người phụ nữ bí ẩn chợt lên tiếng, đây là kiếm kỹ giúp muội ấy nổi danh, do muội ấy tự nghĩ ra, bộ kiếm, tổng cộng có 12 bước, mỗi bước một kiếm, liên miên bất tận, chỉ cần bị kiếm thứ nhất áp chế thì 11 kiếm sau cũng sẽ áp chế được đối thủ, cho đến chết mới thôi. Bộ kiếm. Đúng lúc đó, lại một kiếm đâm tới, lần này, Diệp Quân cũng chắn kiếm chống đỡ, nhưng hắn chỉ chắn nghiêng thân kiếm, bởi thế, khi chấp kiếm nhân đâm vào kiếm của hắn, kiếm bị chệch đi, lưỡi kiếm vốn đang hướng về cổ họng hắn đột nhiên đổi hướng, đâm về vai trái của hắn. Xoẹt! Lưỡi kiếm xuyên qua vai trái của Diệp Quân. Gần như cùng lúc, Diệp Quân bỏ kiếm, cố nén cơn đau buốt từ vai trái, vung tay đánh về phía trước một quyền. Một quyền mang sức mạnh nứt đất lở trời. Quyền này đánh thẳng vào vùng bụng chấp kiếm nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người đồng thời lùi lại. Chấp kiếm nhân lùi đủ trăm trượng mới ngừng được, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên bước lên trước một bước, kiếm vung lên, nháy mắt đã phóng tới trước mặt chấp kiếm nhân. Một bước là một kiếm. Chấp kiếm nhân nheo mắt, vung kiếm, nhưng không chặn ngang mà đâm thẳng về phía kiếm của Diệp Quân. Trực tiếp đối đầu. Tuy chấp kiếm nhân đã tự hạ cảnh giới nhưng thực lực tổng thể vẫn cao hơn Diệp Quân. Mà vào lúc này, ý kiếm trong tay Diệp Quân bỗng dừng biến mất, kiếm của chấp kiếm nhân đâm xuyên bụng hắn. Đồng thời, Diệp Quân cũng dấn người lên, ôm lấy chấp kiếm nhân, theo đà đập mạnh đối phương xuống đất. Bị Diệp Quân bất ngờ ôm lấy, chấp kiếm nhân vừa giận vừa cả kinh, nhưng chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một cơn đau buốt từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, Diệp Quân đã đập đầu vào ngay mặt chấp kiếm nhân. Dầm! Hai người đều bị đâm cho choáng váng. Cả hai đều là kiếm tu thuần túy, không tu thân xác, bởi vậy, vật lộn thế này khiến cả hai đều không chịu nổi. Chấp kiếm nhân muốn vùng thoát khỏi Diệp Quân, nhưng lúc này, Diệp Quân sao dám để người phụ nữ này thoát ra. Hắn biết, một khi kéo dài cự ly thành công, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, chỉ có vật lộn cự ly gần thì hắn mới có một đường sống. Diệp Quân ôm chặt chấp kiếm nhân, hai người lại lăn mấy vòng trên mặt đất. Ngay lúc này, Diệp Quân đột ngột ghé răng cắn vào yết hầu chấp kiếm nhân, cũng vào khoảnh khắc ấy, chấp kiếm nhân nghiêng mặt cắn yết hầu hắn. Trong tích tắc, cả hai đều ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, đáy mắt cả hai toát lên một tia tàn nhẫn, đồng thời dồn sức cắn. Thật sự là liều chết. Song bấy giờ, khu vực này đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường, cách hai người không xa, có một vòng xoáy màu đen vừa xuất hiện, giây lát sau, một lực hút khủng bố lan ra khắp trốn. Nháy mắt, hai người đã bị cuốn vào tâm vòng xoáy màu đen kỳ lạ đó. Chỉ vài tích tắc sau, Diệp Quân và chấp kiếm nhân bị văng xuống mặt đất, cả hai đều phải nhíu mày. Dù gặp sự cố đột ngột, cả hai đều chưa chịu buông lỏng hàm. Hai người không để ý đến sự biến hóa khác thường vừa rồi, chỉ ngó chừng nhau, chấp kiếm nhân nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, ánh mắt sắc như kiếm, tràn đầy sát ý. Ánh mắt Diệp Quân giữ dằn hẳn lên, mẹ kiếp. Người phụ nữ này chèn ép người ta thái quá. Hắn chướng mắt bà ta đã lâu. Hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, nhưng không có lấy một tia mờ ám, chỉ có sát ý đằng đằng. Chấp kiếm nhân đột nhiên nói, buông ra. Diệp Quân bảo, đừng mơ. Hiện giờ bụng hắn đã trúng một kiếm, nếu buông người này ra thì chắc chắn sẽ bị đánh không có khả năng phản kháng. Chấp kiếm nhân đột nhiên gầm lên giận dữ, ngươi có buông ra hay không? Diệp Quân cũng cả giận, quát, không. Chấp kiếm nhân hằn học nhìn Diệp Quân, vậy ta khôi phục thực lực, ngươi tin không? Diệp Quân nói, nếu tỷ khôi phục thực lực thì chính là sợ thua,
dù ta có bị tỷ giết, ta cũng sẽ khinh thường tỷ. Chấp kiếm nhân chòng chọc nhìn Diệp Quân, không nói lời nào. Diệp Quân cũng nhìn chằm chằm vào chấp kiếm nhân, thực chất lúc này lòng hắn cũng hơi hoảng, dĩ nhiên, hắn cũng sợ người này nổi nóng mà khôi phục thực lực. Có điều, trong tình thế này, hắn buộc phải đặt cược tính mạng mình vào niềm tin rằng chấp kiếm nhân cũng muốn giữ thể diện. Thân thể hai người áp sát nhau, không ai nói một lời, bầu không khí dường như có gì đó không bình thường. Diệp Quân không nghĩ nhiều, hắn chỉ biết, nếu thả người này ra thì mình sẽ bị đánh chết, bởi vậy, hắn phải liều mạng ôm chặt đối phương. Chấp kiếm nhân thì lại khác, lúc này đang kinh hãi vô cùng. Bởi chấp kiếm nhân phát hiện mình không thể khôi phục thực lực, dường như thực lực của mình đã bị phong ấn rồi. Không còn chút tu vi nào. Sao lại thế được? Chấp kiếm nhân vô cùng hoảng sợ, đây là nơi nào? Đúng lúc này, đột nhiên chấp kiếm nhân cảm nhận được sự khác thường ở phần thân dưới, sắc mặt đột ngột thay đổi, gầm lên giận dữ, ngươi dám sàm sỡ ta. Sàm sỡ? Nghe thấy chấp kiếm nhân nói thế, Diệp Quân nhíu mày, nghi hoặc hỏi, tỷ đang nói gì thế? Chấp kiếm nhân căm tức nhìn Diệp Quân, hai mắt như tóe lửa, ta muốn giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Diệp Quân cả giận quát, tỷ đừng có nói lung tung, ta sàm sỡ tỷ khi nào. Chấp kiếm nhân điên cuồng quát, bên dưới đó. Diệp Quân sửng sốt, nhưng hắn đã nhanh chóng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn trầm giọng bảo, đó là máu của ta. Máu. Nghe vậy, chấp kiếm nhân lập tức ngây người. Vừa rồi chấp kiếm nhân đột nhiên cảm thấy thân dưới bị thứ gì đó thấm ướt, hết sức khác thường. Tưởng rằng đó là thứ kia của Diệp Quân cho nên mới giận dữ như thế. Thì ra không phải vậy. Là máu. Bấy giờ chấp kiếm nhân mới nhớ ra, vừa rồi mình đã đâm trúng bụng Diệp Quân, lúc này vết thương nơi bụng hắn vẫn đang trào máu tươi, ngấm sang người mình, máu là thứ chất lỏng dính nhớp, cảm giác rất giống như cái thứ gì đó được đề cập tới trong sách của đại tỷ. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, không biết phải nói gì, mẹ kiếp, người phụ nữ này thật là... Đầu óc đen tối hết sức. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Quân, chấp kiếm nhân chừng hắn một cái, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Diệp Quân không để ý tới chấp kiếm nhân nữa, tâm tư mau chóng quay lại tình cảnh hiện giờ. Lúc này hắn đang trong tình thế tiến không được lùi không xong, bởi vì thương tích của hắn nặng hơn người phụ nữ này, nếu không được trị liệu đúng lúc, thương tích sẽ ngày càng nặng hơn, cứ tiếp tục như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho hắn. Lúc này, chấp kiếm nhân đột nhiên nói, buông ra. Diệp Quân lắc đầu, quả đoán cự tuyệt, không. Chấp kiếm nhân giận lắm, mắng to, ngu xuẩn, ngươi xem ngươi có thể điều chuyển huyền khí nữa không. Diệp Quân sửng sốt, vội vã điều chuyển huyền khí, hắn lập tức nhận ra, mình không thể điều chuyển được một tia huyền khí nào. Hắn cau mày, chuyện gì thế này? Nói đoạn, hắn vội vã liên hệ với tháp gia, nhưng lại kinh hãi phát giác mình không thể liên lạc được với tháp gia. Tháp gia cùng người phụ nữ bí ẩn như thể đã biến mất rồi. Lần này Diệp Quân hoàn toàn ngây dại. Tình huống thế này, trước đây hắn chưa từng gặp lần nào. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, giọng bỗng trở nên bình thản, buông ra. Diệp Quân vẫn lắc đầu lia lịa, không được, buông ra ta sẽ bị tỷ đánh chết, đợi lát mà ta vẫn không tìm ra biện pháp nào khả thi thì ta cắn chết tỷ luôn, chúng ta cùng chôn thây ở nơi này. Chấp kiếm nhân căm tức nhìn Diệp Quân, người buông ra, ta không đánh ngươi. Diệp Quân lắc đầu, không được. Chấp kiếm nhân cố nén lửa giận trong lòng, ta nói được làm được. Diệp Quân trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy vết thương của mình đang ngày càng nặng hơn, nếu tiếp tục rằng co như thế, chỉ sợ máu sẽ chảy cạn. Chấp kiếm nhân lại nói, đã nói không đánh ngươi là sẽ không đánh ngươi. Diệp Quân im lặng hồi lâu mới trầm giọng bảo, ta tin tỷ lần này. Nói đoạn, hắn chậm chậm buông chấp kiếm nhân ra. Nhưng khi hắn vừa buông bà ta ra, chấp kiếm nhân đột nhiên nện một quyền thật mạnh vào ngay mặt hắn. Thịch, tuy tu vi đã bị khóa lại nhưng khi trúng một quyền này, Diệp Quân vẫn cứ bị đánh bay ra sau mấy trượng. Chấp kiếm nhân nhảy lên, xông thẳng tới, tung chân đá trúng bụng Diệp Quân, ta đánh chết ngươi. Thịch, Diệp Quân lại bị đá bay ra xa mấy chục trượng nữa. Chấp kiếm nhân chưa chịu dừng tay. Nàng ta tiếp tục xông tới, tay đấm chân đá, khiến Diệp Quân liên tục hộc máu. Nàng ta vừa đánh vừa mắng chửi, đánh chết ngươi, gã đàn ông thối tha.
Quyền cước như mưa rơi xuống người Diệp Quân, lúc này, hắn đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hồi lâu sau, Diệp Quân nằm nhoài trên mặt đất, ánh mắt dần mất tiêu cự, hắn cảm thấy ý thức của mình cũng trôi xa dần. Mình cứ thế mà chết đi sao? Những cơn đau khắp người vẫn liên tiếp truyền về não, người phụ nữ kia vẫn còn đang đánh. Chết! Diệp Quân đột nhiên nghĩ tới rất nhiều người, Tiểu Ca, Thiên Thiên, Tịch Huyền, Nam Cung Tuyết, cùng với các huynh đệ, bạn bè. Cứ thế mất mạng dưới tay người phụ nữ này thì thật không cam lòng. Không cam lòng. Khát vọng sống sót mãnh liệt khiến Diệp Quân chợt nắm chặt hai tay, gầm lên, không. Vừa dứt lời, huyết dịch trong cơ thể hắn chợt như sôi trào, một luồng sức mạnh huyết mạch cực mạnh bùng lên, hất văng chấp kiếm nhân ra xa mấy trượng. Chấp kiếm nhân rơi xuống đất, sửng sốt nhìn Diệp Quân, sức mạnh huyết mạch. Lúc này, Diệp Quân đã vùng dậy, tung người nhào về phía chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân biến sắc, vô thức khép hai ngón tay muốn xuất kiếm, rồi lại kinh hãi nhớ ra, tu vi của mình đã bị phong ấn, không thể xuất kiếm. Diệp Quân đã nhảy tới, đè lên người chấp kiếm nhân. Thấy đôi mắt Diệp Quân đã đỏ như nhuộm máu, chấp kiếm nhân cả kinh trong lòng, người định làm gì? Diệp Quân gầm lên một tiếng, cúi người cắn mạnh vào yết hầu chấp kiếm nhân. Nàng ta kinh sợ, vung tay ôm Diệp Quân lăn một vòng, nhưng chỉ giây lát sau, Diệp Quân đã lật được nàng ta lại, đè chặt dưới người. Trong lúc giãy giụa, áo váy chấp kiếm nhân đã xốc xếch và rách toạc, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Giữa vùng tuyết trắng điểm xuyết một ánh hồng. Đẹp không sao tả xiết. Diệp Quân đã dần mất đi lý trí, lại thấy được cảnh tượng trước mắt liền ngây người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhận thấy ánh mắt nóng rực của Diệp Quân, chấp kiếm nhân vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, quát to, người dám làm nhục ta nhất định sẽ lóc thịt bầm thây ngươi. Những lời ấy lọt vào tai một Diệp Quân đã hoàn toàn mất sạch lý trí chẳng có chút tác dụng gì. Thú tính trong cơ thể hắn chợt bùng nổ, hắn cúi người. Ngậm lấy. Chuyện gì sau đó tác giả không muốn kể lể, đã lược bớt 10 chương, xấu lắm, xấu muốn chết. Thật lâu sau, phải chừng nhiều canh giờ, trận đại chiến này mới kết thúc. Diệp Quân nằm dài trên mặt đất, huyết mạch phong ma trong cơ thể đã từ từ lùi đi, lý trí dần quay về. Mình còn chưa chết. Diệp Quân chau mày, quay đầu nhìn về phía chấp kiếm nhân đang lẳng lặng đứng cách đó không xa. Lúc này, người kia đang lặng lẽ nhìn hắn, bắp chân chấp kiếm nhân đầy những vệt máu. Diệp Quân kinh ngạc, người phụ nữ này không tranh thủ lúc hắn hôn mê để giết hắn sao? Ánh mắt chấp kiếm nhân lạnh lẽo vô cùng, nhưng cảm giác lạnh này lại không giống như trước kia. Trước kia, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo như băng, nhưng giờ đây, cảm giác lạnh này như thể xuyên qua da thịt thẩm thấu vào xương, khiến người ta sợ hãi. Diệp Quân vô thức lùi về sau đề phòng. Chấp kiếm nhân vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân, không hề che giấu sát ý trong mắt, nhưng nàng ta không ra tay, bởi nàng ta biết, một khi đẩy người kia đến bước đường cùng, huyết mạch phong ma trong người hắn sẽ lại bị kích hoạt, khi ấy, nàng ta không phải là đối thủ của Diệp Quân. Nhưng điều khiến chấp kiếm nhân nghi hoặc nhiều nhất là, cấm chế thần bí của nơi này lại không thể phong ấn được huyết mạch của Diệp Quân. Chấp kiếm nhân đè nén sát ý trong lòng, chậm chậm nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, thân mình run lên. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự là một nỗi sỉ nhục vô bờ đối với nàng ta. May thay, người đàn ông kia không biết chuyện gì vừa xảy ra. Xa xa, Diệp Quân không để ý đến chấp kiếm nhân nữa, hắn bắt đầu tự băng bó qua loa cho mình rồi nhìn quanh. Lòng nghi hoặc vô cùng, nơi này có thể phong ấn cả tu vi của chấp kiếm nhân, thật là đáng sợ. Thực lực của người phụ nữ này chắc chắn phải thuộc cấp bậc mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ, ngay cả Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không xứng là đối thủ của nàng ta. Nhưng khi rơi vào đây, bà ta vẫn bị cấm chế của nơi này phong ấn tu vi. Nơi này thật là khủng khiếp. Diệp Quân càng thêm đề phòng. Hắn quan sát xung quanh, nhận ra mình và chấp kiếm nhân đang ở bên trong một sơn cốc. Phía ngoài sơn cốc, cách nơi này chừng nghìn trượng, có một ngôi chùa cổ xưa tồi tàn. Chùa cổ. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, nhưng vừa đứng dậy lại phát hiện chân mình mềm nhũn, suýt thì ngã sấp xuống. Diệp Quân kinh hãi, sao chân lại mềm ra như vậy? Cái cảm giác mềm nhũn này, người thường không cách nào lĩnh hội được. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình bị thương.
Hắn cố nhấc chân đi ra bên ngoài, lại nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu liếc nhìn chấp kiếm nhân, cố gắng cách xa nàng ta thêm chút nữa, Diệp Quân vẫn hết sức đề phòng người phụ nữ này. Chấp kiếm nhân bỗng cất tiếng hỏi, người có thể liên lạc với người phụ nữ trong tháp kia không? Diệp Quân lắc đầu. Chấp kiếm nhân chau mày. Do dự một lát, Diệp Quân hỏi, tỷ cũng không biết nơi này là nơi nào à? Chấp kiếm nhân cả giận quát, ta biết thì còn cần hỏi ngươi chắc. Ngươi bị đần sao? Diệp Quân nhăn mày, sao tính tình tỷ nóng nảy thế? Chấp kiếm nhân gườm gườm nhìn Diệp Quân, ta nóng tính thế đấy, liên quan gì đến ngươi? Diệp Quân lắc đầu, vẫn là Bát Huyền tốt. Chấp kiếm nhân cười nhạt, vậy ngươi đi mà tìm Bát Huyền của ngươi đi. Diệp Quân liếc nhìn chấp kiếm nhân, lòng nghi hoặc, thái độ của người này sao khó hiểu thế nhỉ? Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, chấp kiếm nhân, mặc dù hai ta là tử địch, nhưng bây giờ, chúng ta đều đã lọt vào nơi quỷ quái này, nếu còn ra sức đấu đá thì cũng chỉ có một kết cục là cùng chôn thây trong này thôi. Nói thật, ta không muốn chết ở đây, hẳn tỷ cũng thế. Nếu đã vậy, sao chúng ta không tạm thời liên hợp tìm cách thoát khỏi đây, đợi khi nào ra ngoài rồi hắn tiếp tục tính toán ân oán cũ. Tỷ xem thế có được không? Chấp kiếm nhân chỉ nhìn Diệp Quân chằm chằm, không nói một lời. Diệp Quân biết tính nàng ta, không mắng chửi tức là đã đồng ý, bèn nói ngay, chúng ta tới ngôi chùa cổ phía trước xem sao. Nói đoạn, hắn quay đầu đi trước. Chấp kiếm nhân cũng đi theo, nhưng vừa nhấc chân bước đi, phần thân dưới lại đau nhức khó nhịn. Chấp kiếm nhân nhíu chặt mày, nhìn về phía Diệp Quân, tức giận mắng, đồ chết tiệt, thứ đàn ông chó má. Diệp Quân bị mắng mà không hiểu vì sao, người phụ nữ này điên rồi à. Động chút là mắng chửi người. Nhưng khi thấy chấp kiếm nhân bước đi tập tễnh, hắn sửng sốt khó hiểu, chẳng lẽ chấp kiếm nhân bị thương ở chân. Thấy Diệp Quân nhìn về phía này, chấp kiếm nhân lại nổi giận mắng to, nhìn cái gì? Hả, ngươi nhìn gì, mẹ kiếp? Diệp Quân không biết phải nói gì nữa, bèn quay đầu đi luôn. Người này quả là ngoa ngoắt vô địch. Đi được một đoạn, hắn phát hiện, chấp kiếm nhân vẫn đi rất chậm, bước đi khó nhọc, mày nhíu chặt như là đau đớn lắm. Nếu cứ tiếp tục di chuyển với tốc độ này, chỉ sợ đến đêm cũng không tới được ngôi chùa kia. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi quay lại chỗ chấp kiếm nhân. Thấy Diệp Quân đi tới, chấp kiếm nhân lập tức nổi giận, ngươi muốn làm gì? Hả? Diệp Quân trầm giọng bảo, đi với tốc độ này thì bao giờ chúng ta mới tới được chùa? Nói đoạn, hắn không để ý sự phản đối của chấp kiếm nhân, vươn tay bế ngang chấp kiếm nhân lên, đương nhiên, hắn vẫn phải phòng bị người này, tay trái ôm ngang eo nàng ta đè chặt lại, nếu người này cố tình gây khó dễ, hắn có thể áp chế được ngay. Cùng lắm thì hai bên cùng chết. Chấp kiếm nhân ban đầu còn phản kháng, nhưng lát sau lại không dãy dụa nữa. Chấp kiếm nhân cũng không muốn chết ở chỗ này. Đường đường là thống lĩnh của quân cận vệ. Nếu chết một cách không rõ ở một nơi quái quỷ thế này thì sẽ thành trò cười cho thế nhân. Đang đi, Diệp Quân bỗng lên tiếng hỏi, kiến thức của tỷ phong phú như thế, có đoán được nơi này là nơi nào không? Chấp kiếm nhân chậm rãi nhắm mắt, không nói một lời. Diệp Quân liếc nhìn người nằm trong lòng, thành thật mà nói, người này thật sự rất xinh đẹp, đáng xếp vào hạng tuyệt sắc nhân gian. Chấp kiếm nhân đột nhiên mở bừng mắt, giận dữ quát, nhìn cái gì mà nhìn? Đẹp lắm à mà nhìn, hả? Diệp Quân lắc đầu, xấu lắm, xấu muốn chết. Chấp kiếm nhân tức tối cắn mạnh lên ngực Diệp Quân một cái. Mẹ nó! Diệp Quân cả giận, nói tỷ điên đấy à? Điên à? Chấp kiếm nhân chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quân trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng bảo, chấp kiếm nhân cô nương, thực lực của tỷ dù xếp trung toàn vũ trụ cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ... Cấm chế của nơi này còn phong ấn được cả tu vi của tỷ, vậy thì người đặt ra cấm chế nhất định phải có thực lực vô cùng khủng bố. Hiện giờ chúng ta còn không biết mục đích của đối phương là gì, cho nên, chúng ta có thể dừng việc đấu đá nội bộ được không? Dù sao thì cả hai chúng ta đều không muốn cứ thế mất mạng một cách không rõ ràng ở một nơi thế này, đúng không? Chấp kiếm nhân vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng thân mình đã hơi run lên, ra khỏi nơi này. Việc đầu tiên ta phải làm là giết chết ngươi. Diệp Quân gật đầu, không nói gì. Tính tình người này như thế, cần phải xuôi theo mới được, nếu không, nàng ta có thể chống đối tới chết.
thấy Diệp Quân không còn cãi lại mình nữa, chấp kiếm nhân hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Diệp Quân bế chấp kiếm nhân bước đến trước ngôi chùa cổ, cổng ngôi chùa cổ đổ nát tan hoang, có thể nhìn thấy cỏ dại cao đến vài trượng. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía trên ngôi chùa cổ, một tấm biển bằng sắt mục nát được treo trên đó, bên trên có vài chữ khá mờ, chùa Đại Đạo. Chùa Đại Đạo. Nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Quân nhíu chặt mày, cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào có liên quan đến chủ nhân bút Đại Đạo. Chấp kiếm nhân nhìn tấm biển sắt đó, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngờ vực. Diệp Quân không nghĩ nhiều, hắn bế chấp kiếm nhân đi vào trong chùa chỉ có một bức tượng điêu khắc nhưng không phải là tượng của hòa thượng mà là một bức tượng của người đàn ông tay cầm bút Đại Đạo. Chủ nhân bút Đại Đạo. Tay trái chủ nhân bút Đại Đạo cầm bút Đại Đạo, bàn tay phải hướng xuống dưới như đang trấn áp gì đó. Nhìn thấy bức tượng của chủ nhân bút Đại Đạo, sắc mặt Diệp Quân sầm lại. Nơi này quả nhiên có liên quan đến chủ nhân bút Đại Đạo, lẽ nào cấm chế phong ấn nơi này là do chủ nhân bút Đại Đạo để lại. Khi nhìn thấy bức tượng này, chấp kiếm nhân cũng nhíu chặt mày. Diệp Quân nhẹ nhàng đặt chấp kiếm nhân xuống, tay phải buông ra khỏi phần bụng chấp kiếm nhân, sau đó tránh sang một bên, cách chấp kiếm nhân một đoạn, hắn tương đối sợ người phụ nữ này. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân tỏ ra phòng bị cũng không nói gì, chỉ cười nhạo. Diệp Quân cũng hơi đau đầu với người phụ nữ này, hắn xoay người nhìn ra bên ngoài ngôi chùa, lúc này sắc trời bên ngoài đã dần tối, màn đêm sắp buông xuống. Diệp Quân suy tư một lúc rồi nói, chúng ta chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi. Nói rồi hắn lấy một ít cỏ khô trong điện rồi đốt lên, hai người ngồi quanh ngọn lửa. Ánh lửa xuất hiện, nhiệt độ trong điện lập tức trở nên ấm hơn. Diệp Quân lấy một miếng gỗ vụn bỏ vào trong đống lửa, sau đó liếc nhìn chấp kiếm nhân, hắn nhìn vết máu trên chân của chấp kiếm nhân, cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ trước đó hắn đã làm nàng ta bị thương sao? Không có ấn tượng. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, sắc mặt chấp kiếm nhân trở nên lạnh lùng, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn? Hả, đẹp lắm sao? Diệp Quân vội thu hồi ánh mắt, sau đó chuyển chủ đề, tỷ có suy nghĩ với nơi này không? Diệp Quân nghĩ người phụ nữ trước mặt này chắc biết chút gì đó. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Diệp Quân, cút. Diệp Quân cạn lời, tính tình ngang ngược của người phụ nữ này lại bộc phát rồi. Bỗng chốc trong điện lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Diệp Quân bước đến bên dưới bức tượng, cầm cái lư hương lớn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chấp kiếm nhân nhíu mày, muốn hỏi gì đó nhưng lại kiềm chế không nói. Lúc này chỗ nào đó truyền đến cơn đau dữ dội khiến nàng ta lại lớn tiếng mắng. Không lâu sau, Diệp Quân đi vào, hắn để lư hương trước mặt chấp kiếm nhân, trong lư hương có một cái bình lớn đựng nước. Chấp kiếm nhân sửng sốt. Diệp Quân nói, lúc nãy ta thấy bên cạnh đó có một con suối, tỷ, rửa vết thương đi đã. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân nói, tạm thời ta không có ác ý với tỷ. Hơn nữa dù ta muốn giết tỷ, bây giờ chúng ta cũng không có tu vi, ta cũng không chắc có thể giết được tỷ. Chấp kiếm nhân cười khẩy, sau đó bắt đầu dùng nước sạch để rửa cơ thể, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, nàng ta lại mắng Diệp Quân mờ mịt khó hiểu chẳng biết ra làm sao. Diệp Quân mặc kệ chấp kiếm nhân, hắn nằm xuống đất, hai tay để ra sau đầu, thầm nói, tháp ra. Vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào. Diệp Quân thở dài. Thực lực của tháp gia và tiền bối bí ẩn đó đều là đỉnh cấp, mà bây giờ hắn không thể cảm nhận được đối phương, rõ ràng là tháp gia và người phụ nữ bí ẩn đó đều đã bị phong ấn. Diệp Quân nhìn bức tượng chủ nhân bút Đại Đạo cách đó không xa, những cấm chế phong ấn ở nơi này có lẽ là do chủ nhân của bút Đại Đạo để lại, vì những phong ấn và cấm chế mà người bình thường để lại không thể nào phong ấn được tiểu tháp và người phụ nữ bí ẩn đó. Điều mà hắn nghi ngờ là nếu thật sự là chủ nhân bút Đại Đạo thì đối phương kéo mình vào chấp kiếm nhân đến đây làm gì? Nghĩ thế nào cũng không ra. Một lát sau, Diệp Quân khẽ lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, việc cấp bách lúc này là làm sao để ra khỏi nơi quỷ quái này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên nhìn chấp kiếm nhân, lúc này chấp kiếm nhân đã lau sạch vết máu trên chân, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt của nàng ta vẫn lạnh lùng như vậy. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, tỷ biết đây là đâu đúng không?
Chấp kiếm nhân vứt phần vải vụn để tẩy rửa vết thương trong tay sang một bên, cũng không nói gì, cứ thế nằm xuống đất. Diệp Quân quay đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này đã là màn đêm tối tăm, không có sao trăng, cực kỳ yên tĩnh. Nếu là người bình thường chắc sẽ sợ chết khiếp khi ở đây, còn hai người họ đều là người tu đạo, tất nhiên sẽ không sợ ma quỷ gì đó, nhưng nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực vẫn cảm thấy hơi u ám. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, lúc này chấp kiếm nhân cũng đang nhìn chằm chằm bức tượng chủ nhân bút đại đạo, như có điều suy nghĩ. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, chấp kiếm nhân bỗng nhìn hắn, lần này nàng ta không nói mấy lời tổn thương người khác nữa. Thấy chấp kiếm nhân không nói mấy lời tổn thương người khác nữa, Diệp Quân hỏi, tỷ biết đây là đâu không? Chấp kiếm nhân im lặng một lúc mới nói, bí cảnh vĩnh sinh. Bí cảnh vĩnh sinh. Diệp Quân nhíu mày, có liên gì đến vĩnh sinh đại đế đó? Chấp kiếm nhân nhìn tượng chủ nhân bút đại đạo nói, vĩnh sinh đại đế là người sáng lập ra nền văn minh vĩnh sinh, sau đó vĩnh sinh đại đế đại chiến với chủ nhân bút đại đạo, người biết kết cục cuối cùng của vĩnh sinh đại đế là gì không? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, muốn biết không? Diệp Quân gật đầu, chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, tự ngươi đoán đi. Diệp Quân xa sầm mặt mày. Thấy Diệp Quân sầm mặt, chấp kiếm nhân cảm thấy cực kỳ vui sướng, cười nhạo hắn, trong ngôi chùa yên tĩnh này, tiếng cười lại cực kỳ chói tai. Diệp Quân cũng không tự chuốc vạ vào thân nữa, hắn nghiêng người quay lưng với chấp kiếm nhân, nhắm mắt lại. Chấp kiếm nhân cũng nằm xuống đất, nàng ta nhìn bức tượng cách đó không xa, cau mày. Một lúc sau chấp kiếm nhân cũng nhắm mắt lại như đi vào giấc ngủ. Đêm khuya, ngoài ngôi chùa bỗng có tiếng bước chân. Diệp Quân lập tức lật người lại nhảy lên, bước ra ngoài chùa, lướt mắt nhìn xung quanh tối đen như mực, cực kỳ yên tĩnh, chẳng có gì cả. Diệp Quân cau chặt mày, tiếng bước chân vừa rồi rất rõ, không thể nào là giả nhưng lại không có người. Có người đang đùa giỡn với mình ư? Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên lạnh lùng, trầm tư hồi lâu, hắn xoay người quay lại vào trong chùa, lúc này chấp kiếm nhân đang nhìn hắn. Diệp Quân trầm giọng nói, chấp kiếm nhân, vừa rồi tỷ cũng nghe thấy tiếng bước chân đúng không? Chấp kiếm nhân không nói gì. Diệp Quân thấy hơi đau đầu. Chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, đối phương vẫn còn ở bên ngoài. Diệp Quân sửng sốt. Hắn lập tức phụt ra ngoài nhưng lại chẳng thấy gì cả. Chấp kiếm nhân lại nói, đang ở trước mặt ngươi. Diệp Quân sờn tóc gáy, tỷ đừng dọa ta. Chấp kiếm nhân lạnh nhạt nói, thích tin hay không thì tùy. Diệp Quân nhìn trước mặt, chẳng có gì ở phía trước cả, có người đâu. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Quân bỗng nhìn dưới đất, trên mặt đất bụi bặm có dấu chân. Mẹ kiếp! Diệp Quân vội lùi vào trong ngôi chùa. Hắn hoảng sợ nhìn bên ngoài, có người thật. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, chế giễu, nhìn bộ dạng khiếp sợ của ngươi kia, còn là vua của vũ trụ quan huyên nữa chứ, ngươi không thấy mình thất thố quá rồi sao? Diệp Quân bỗng nói, có phải đối phương không vào được không? Chấp kiếm nhân bình tĩnh nói, đã vào trong rồi, đang ở trước mặt ngươi đấy. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ, vội lùi về sau vài bước. Chấp kiếm nhân bỗng cười nhạo. Lừa ngươi đấy, như tên ngốc. Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, hắn bước đến trước mặt chấp kiếm nhân, thấy thế chấp kiếm nhân cau mày, ngươi muốn làm gì? Diệp Quân suy tư một lúc, sau đó ngồi dậy, nghiêm túc nói, chấp kiếm nhân, ta biết tỷ không vui khi nhìn thấy ta nhưng lúc này hai người chúng ta đều đang ở nơi quỷ quái này, không có tu vi, nếu gặp phải kẻ địch chỉ đành buông tay chịu trói, thế nên ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này nhưng hắn có thể nhìn ra người phụ nữ này hình như biết một chút. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân rất chân thành nhìn chấp kiếm nhân. Hai người cứ thế nhìn đối phương, bầu không khí bỗng trở nên không đúng lắm, gần như cùng lúc hai người đều quay đầu đi. Diệp Quân ngồi sang một bên, nhặt mấy khúc gỗ lên ném vào trong đống lửa. Im lặng hồi lâu, chấp kiếm nhân bỗng nói, trận chiến năm đó. Vĩnh sinh đại đế bị đánh bại, sau đó bị phong ấn ở bí cảnh vĩnh sinh, nơi này là nơi phong ấn vĩnh sinh đại đế, cấm chế của nơi này là do chính chủ nhân bút đại đạo bày bố, cấm hết tất cả tu vi, thần thông, bí pháp, cổ thuật. Diệp Quân vội hỏi, vậy tỷ có cách nào ra ngoài không? Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, ngôi chùa này là trung tâm cốt lõi.
Nàng ta nhìn ra bên ngoài, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm thì những người bị dẫn vào đây không chỉ có hai chúng ta mà còn có người khác. Diệp Quân nhíu mày, còn người khác. Trầm ngâm suy tư một lúc, Diệp Quân nói, ý tỷ là Vĩnh Sinh Đại Đế bị phong ấn đang muốn phá giải phong ấn. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân tiếp tục nói, nếu không chỉ có chúng ta, nói cách khác đối phương kéo người khác vào đây chắc chắn là muốn phá giải phong ấn, mà người bị kéo vào chắc chắn có thể phá giải phong ấn giúp đối phương. Chấp kiếm nhân bỗng nói, Linh Nguyên. Linh Nguyên. Diệp Quân đứng phắt dậy, trên người hắn có mấy tỷ Linh Nguyên, cảm thấy khó hiểu, lẽ nào là vì nguyên nhân này? Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, đang định nói gì đó, hắn bỗng nhìn trước ngực chấp kiếm nhân. Vì trước đó hai người đang đánh nhau nên có mấy chỗ trước ngực chấp kiếm nhân bị thương nên chút cảnh xuân bị lộ ra bên ngoài. Mặc dù chấp kiếm nhân đã cố che lại nhưng làm sao được khi quá lớn, không thể che hết. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Quân, chấp kiếm nhân đằng đằng sát khí, đang định chút giận thì lúc này Diệp Quân bỗng cởi áo của mình ra, sau đó đưa cho chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân sửng sốt. Diệp Quân cũng không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng đặt trước mặt chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân cũng không từ chối, cầm áo của Diệp Quân lên che trước ngực mình. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng bước chân. Có người đến. Diệp Quân nheo mắt. Chấp kiếm nhân bỗng nói, nếu ta hồi phục được một chút thì có cách rời khỏi đây. Có cách ra khỏi đây. Diệp Quân khẽ cau mày, đang định nói gì đó thì bỗng có ba gã đàn ông bước vào trong điện, gã đàn ông đi đầu mặc áo đen. Mày rậm tóc đen, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Khi nhìn thấy Diệp Quân và chấp kiếm nhân, ba gã đàn ông này đều sửng sốt. Lúc này Diệp Quân bỗng đứng lên ngồi sang bên cạnh chấp kiếm nhân nhìn hắn cũng không nói gì. Khi mọi người đều bình đẳng với nhau, phụ nữ thường là đối tượng bị bắt nạt, nhất là phụ nữ xinh đẹp. Lúc này tầm mắt của ba người đều nhìn sang chấp kiếm nhân, khi nhìn thấy dung mạo của chấp kiếm nhân, ánh mắt của hai người sau lưng gã đàn ông áo đen trở nên hơi khác thường. Nhìn thấy đôi mắt tham lam của hai người, ánh mắt chấp kiếm nhân lập tức trở nên lạnh lùng, nàng ta siết chặt tay phải, đáy mắt toát ra sát khí mãnh liệt, nhưng cũng mang theo chút bất đắc dĩ và chua xót. Nếu ở bên ngoài, loại kiến hôi này dám nhìn nàng ta như vậy thì đã bị xé thành từng mảnh từ lâu rồi. Mà bây giờ, nàng ta lại bất lực. Chấp kiếm nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân. Trong lòng chửi thầm, đều là do thằng đàn ông chó má này gây ra. Ở bên cạnh, Diệp Quân liếc nhìn hai người bọn họ, hắn không lên tiếng nhưng trong lòng đã âm thầm phòng bị, hắn cũng là đàn ông nên hiểu rất rõ thói hư tật xấu của một vài gã đàn ông. Lúc này, gã đàn ông mặt sẹo bên cạnh gã đàn ông áo đen đột nhiên cười ha hả nói, hai người bọn chúng cũng mất tu vi rồi. Nếu ở bên ngoài, mọi người có lẽ sẽ kiêng dè gì đó, nhưng ở đây... Tất cả bọn họ đều mất đi tu vi, cho dù ở bên ngoài người có thân phận và cảnh giới gì, nhưng ở đây mọi người đều bình đẳng ngang hàng. Mà một khi không còn sự kiêng dè ràng buộc, mặt tối trong bản chất con người sẽ phơi bày. Gã đàn ông mặt sẹo nhìn chằm chằm vào chấp kiếm nhân, rồi lại cười ha hả. Nụ cười của gã rất xấu xa, đôi mắt không che giấu được dục vọng tham lam. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đứng phắt dậy, đá mạnh vào đống lửa trước mặt. Vô số đá lửa bay thẳng về phía ba gã đàn ông. Bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhao nhao đưa tay ra lùi về sau. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng cầm gậy lửa lao tới với tốc độ cực nhanh, đánh về phía gã đàn ông mặt sẹo. Hắn biết rõ rằng, khi không thể tránh khỏi một cuộc chiến thì phải ra tay trước, nếu không sẽ chịu thiệt. Ba gã đàn ông không ngờ Diệp Quân trông có vẻ trầm lặng lại đột nhiên tấn công nên họ không kịp chuẩn bị. Gã đàn ông mặt sẹo bị gậy lửa của Diệp Quân đập thẳng vào đầu. Bụp! Gã đàn ông mặt sẹo hét toáng lên, đầu chảy máu, sức mạnh cường đại khiến gã liên tiếp lùi về sau. Sau khi dùng gậy lửa đánh lùi gã đàn ông mặt sẹo, Diệp Quân mạnh mẽ quét ngang, gã đàn ông mặc áo đen nhanh tay nhanh mắt tránh ra phía sau rồi lùi lại, gã đàn ông còn lại bị đánh thẳng vào đầu, nhất thời kêu lên, vội vàng lùi bước. Đúng vào lúc này, gã đàn ông áo đen đột nhiên lao tới, tung một cước đá vào đầu Diệp Quân. Thay vì rút lui, Diệp Quân lại lao về phía trước, dùng gậy đánh vào mặt gã đàn ông áo đen. Sắc mặt gã đàn ông áo đen khẽ thay đổi, hai tay vung sang ngang. Bụp!
Diệp Quân và gã đàn ông mặc áo đen đồng thời rút lui, nhưng lúc này, hai người còn lại lao về phía Diệp Quân, ánh mắt đằng đằng sát khí, vung nắm đấm tới. Diệp Quân đột nhiên cầm lấy hai nắm cho rồi ném mạnh ra, sắc mặt hai gã đàn ông thay đổi, vội vàng lùi ra sau, lúc này, Diệp Quân đã lao tới hung hăng đánh mạnh vào họ, cả hai đều liên tiếp lùi lại, không ngừng kêu rên thảm thiết. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, hắn bỗng xoay người, một tàn ảnh lao vào tới trước mặt hắn, chính là gã đàn ông áo đen. Diệp Quân đột nhiên quay người, giáng một gậy về phía gã đàn ông mặc áo đen, nhưng lúc này, trong tay gã chợt xuất hiện một con dao găm, đâm thẳng về phía vai phải của Diệp Quân. Ánh mắt Diệp Quân như bị chém làm hai, con dao găm thuận thế đâm vào vai phải của hắn, nhưng gần như cùng lúc đó, hắn không lùi mà tiến tới, hung hăng húc đầu vào mặt người mặc áo đen. Rầm! Người áo đen không ngờ Diệp Quân lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhất thời mất cảnh giác, đầu óc choáng váng, lúc này, Diệp Quân đột nhiên rút con dao găm trên vai phải, sau đó lao thẳng tới trước. Xoẹt! Cổ họng của gã đàn ông áo đen đứt lìa, máu tươi phun ra điên cuồng. Bấy giờ, hai người còn lại cũng xông tới, Diệp Quân mặc kệ vai phải đang đau nhức, hắn lao lên quyết chiến ác liệt với hai tên đó. Ở nơi này phải xem ai tàn nhẫn hơn. Diệp Quân lao thẳng đến trước mặt một trong hai gã đàn ông, sau đó cất con dao đi, một dòng máu bắn ra tung tóe, gã đàn ông hét lên một tiếng sau đó một cánh tay bay thẳng ra ngoài, còn Diệp Quân lại lao về phía trước, lướt qua cổ họng đối phương. Xoẹt! Cổ họng của gã đàn ông bị chém đứt, phun ra máu. Sau khi chém đầu gã đàn ông, Diệp Quân bất ngờ quay lại, lao tới đâm vào bụng một gã đàn ông khác. Đôi mắt của gã trợn tròn, sau đó ngã nhào xuống đất. Sau khi chém chết hai người họ, Diệp Quân ngã gục trên mặt đất, máu chảy ra từ vai phải. Dù thắng nhưng hắn cũng bị thương nặng. Trước khi đến ngôi chùa này, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, trận chiến này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là vết thương mới chồng vết thương cũ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân ngồi thẳng dậy, sau đó tùy ý băng bó vai phải. Hắn liếc nhìn chấp kiếm nhân đang ngồi bên cạnh, lúc này, chấp kiếm nhân cũng đang nhìn hắn, trong tay chấp kiếm nhân đang cầm một mảnh gỗ nhỏ sắc nhọn. Diệp Quân trầm giọng nói, đây là ngôi chùa duy nhất trong bán kính trăm dặm quanh đây, những ai đến nơi này nếu nhìn thấy ngôi chùa đều sẽ bước vào, mà nếu bọn họ bước vào nhìn thấy dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc của tỷ thì chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu, lúc đó sẽ rất phiền phức. Do đó chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Chấp kiếm nhân gật đầu. Diệp Quân hỏi, tỷ có thể tự đi được không? Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, không đáp lời. Diệp Quân hơi nhức đầu, hắn bước nhanh đến trước mặt chấp kiếm nhân, sau đó bế nàng ta đi ra ngoài. Mà lần này, chấp kiếm nhân không hề chống cự. Sau khi đi ra khỏi ngôi chùa, trời đã tối đen như mực, Diệp Quân cũng không để ý nhiều như vậy, hắn bế chấp kiếm nhân nhanh chóng rời đi. Đi chưa được bao lâu, Diệp Quân phát hiện có rất nhiều người đang lao về phía ngôi chùa. Diệp Quân cũng thả lỏng, cũng may đã rời khỏi đó, nếu không, e rằng phải chiến đấu thêm nhiều trận ác liệt. Trong bóng tối, Diệp Quân bế chấp kiếm nhân đi về phía xa, đi khoảng nửa giờ, hắn tìm thấy một sơn động bí ẩn. Hắn đặt chấp kiếm nhân xuống, sau đó dựng một đống củi, rồi châm lửa, cùng với ánh lửa bập bùng, bóng tối và vẻ u ám trong sơn động bỗng vơi đi rất nhiều. Diệp Quân ngồi xuống dựa vào vách núi, lúc này hắn rất mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ, chưa nói đến mối nguy hiểm bên ngoài, hắn cũng rất cảnh giác với người phụ nữ cách hắn không xa trước mặt, hắn không dám thả lỏng chút nào. Chấp kiếm nhân không nói gì, chỉ liếc nhìn Diệp Quân người đang cực kỳ cảnh giác. Một lúc sau, Diệp Quân không thể chịu đựng được nữa nên ngủ thiếp đi. Chấp kiếm nhân nhìn ngọn lửa trước mặt, im lặng không lên tiếng. Lúc này, ngoài sơn động bỗng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, chấp kiếm nhân quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bên ngoài, đang định giận dữ hét lên, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng ta nuốt lại những lời định nói. Chấp kiếm nhân tựa vào vách núi, liếc mắt nhìn Diệp Quân cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, đôi mắt nàng ta từ từ nhắm lại. Trong sơn động tĩnh lặng không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn ngồi dậy, nhìn về phía ngoài sơn động, lúc này trời đã rạng sáng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chấp kiếm nhân ở bên cạnh,
lúc này, hai mắt chấp kiếm nhân hơi khép hờ, hô hấp nhẹ nhàng. Mái tóc hơi bù xù, nhưng không làm giảm đi dung mạo tuyệt thế của nàng ta, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết, ánh lửa yếu ớt chiếu rọi vào mặt, hai gò má hơi ửng đỏ, cực kỳ quyến rũ. Đúng lúc này, chấp kiếm nhân đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đang nhìn cái gì? Vẫn lạnh lùng như vậy. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, chuyển đề tài, chúng ta ra ngoài đi. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, cũng không lên tiếng. Diệp Quân hiểu ý, hắn đi tới trước mặt chấp kiếm nhân, bế nàng ta đi ra khỏi sơn động, một luồng gió mát lướt qua mặt, cực kỳ mát mẻ. Chấp kiếm nhân đột nhiên nói, đi bên phải. Diệp Quân hỏi, tại sao? Chấp kiếm nhân không trả lời. Diệp Quân không nghĩ ngợi nhiều, hắn bế chấp kiếm nhân, một mùi thơm nhàn nhạt xộc thẳng vào mặt. Cảm nhận được sự mềm mại của chấp kiếm nhân, Diệp Quân hơi mất tập trung, nhưng rất nhanh đã áp chế lại. Diệp Quân đi về phía bên phải, nửa canh giờ sau, hai người tiến vào một rừng trúc, phía sau rừng trúc có một ngôi nhà trúc, phía trước ngôi nhà có một hồ nước. Ánh mắt chấp kiếm nhân nhìn vào hồ nước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quân đột nhiên nói, sao tỷ biết nơi này có ngôi nhà trúc? Chấp kiếm nhân không trả lời, nàng ta chỉ vào hồ nước, Diệp Quân gật đầu, sau đó hắn đưa chấp kiếm nhân đến trước hồ nước. Sau khi đặt chấp kiếm nhân xuống, nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân đột nhiên hơi nhức đầu, nếu tỷ cần gì thì cứ nói thẳng. Chấp kiếm nhân nói, ta muốn đi tắm. Diệp Quân sửng sốt. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân, giúp ta canh chừng. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người bước sang một bên. Chấp kiếm nhân đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chấp kiếm nhân. Nàng ta nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt sắc bén như kiếm, nếu ngươi dám nhìn lén thì ta sẽ giết ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không có hứng thú với tỷ. Cút! Chấp kiếm nhân đột nhiên hét lên giận dữ. Diệp Quân cũng không tranh cãi thêm mà xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời khỏi đó, chấp kiếm nhân cởi quần áo ngâm mình trong hồ nước, nàng ta nằm ngửa, đầu tóc đen bồng bềnh trên mặt nước, hai mắt từ từ nhắm lại. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng ta đột nhiên siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Không biết qua bao lâu, chấp kiếm nhân bước lên từ trong hồ nước, nàng ta mặc lại y phục, lúc nhìn thấy bộ đồ màu xanh của Diệp Quân, nàng ta khẽ nhíu mày. Sau một hồi im lặng, nàng ta nhặt bộ đồ màu xanh của Diệp Quân lên rồi đặt nó lên ngực mình. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên bước tới, trong tay cầm mấy con gà rừng. Diệp Quân cười nói, tắm xong rồi à? Chấp kiếm nhân không đáp lời. Diệp Quân cũng không nhiều chuyện, hắn chất lên một đống củi, sau đó bắt đầu nướng gà. Sau khi tu vi bị phong ấn, cơn đói cũng kéo đến. Chấp kiếm nhân ngồi đối diện với Diệp Quân, nàng ta nhìn con gà nướng béo ngậy trong tay hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân bỗng nhiên nói, vừa nãy ta chỉ nhìn lén một chút, ngôi chùa lúc trước đang có người đánh nhau. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân không đáp lại. Sau khi Diệp Quân nướng xong, hắn chia con gà thành hai nửa, sau đó đưa một nửa cho chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân không từ chối, chỉ cầm lên ăn. Diệp Quân liếc nhìn chấp kiếm nhân, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc chấp kiếm nhân ướt sũng, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước, giống như hoa sen trong hồ nước, cực kỳ xinh đẹp. Chấp kiếm nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân. Hắn vội vàng chuyển rời tầm mắt, không muốn tranh cãi với nàng ta. Chấp kiếm nhân liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, Vĩnh Sinh Đại Đế sắp phá giải phong ấn rồi. Diệp Quân khẽ cau mày, phá giải phong ấn sao? Chấp kiếm nhân nói, phong ấn ở nơi này đã nới lỏng, Vĩnh Sinh Đại Đế có lẽ sắp phá giải phong ấn, tái xuất trên thế gian. Diệp Quân hỏi, tỷ đánh thắng Vĩnh Sinh Đại Đế không? Chấp kiếm nhân không trả lời. Diệp Quân liếc nhìn nàng ta, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Chấp kiếm nhân ngửa mặt lên trời, nhẹ giọng nói, bây giờ chỉ cần chờ đợi, đợi Vĩnh Sinh Đại Đế phá giải phong ấn ở đây, lúc đó thực lực của chúng ta sẽ khôi phục. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày. Vĩnh Sinh Đại Đế, lại một vị cường giả tuyệt thế sắp xuất hiện. Tại sao thế đạo này lại hỗn loạn vậy chứ? Sao sau khi thống nhất vũ trụ? Cha mình lại không tự tái sinh. Nghĩ đến đây,
Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, hắn mơ đẹp quá. Chấp kiếm nhân đột nhiên nói, tiếp tục nướng. Diệp Quân sửng sốt, hắn nhìn về phía chấp kiếm nhân, lúc này, nửa con gà trong tay chấp kiếm nhân đã hết một nửa. Ăn nhanh vậy sao? Diệp Quân hơi kinh ngạc, lúc này, chấp kiếm nhân trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi nhìn cái gì? Diệp Quân đưa nửa con gà trong tay mình cho nàng ta cũng không từ chối, cầm lên gặm. Rõ ràng là rất đói. Diệp Quân chọn bừa một chủ đề, vết thương của tỷ đỡ hơn chưa? Không ngờ, chấp kiếm nhân nghe thấy vậy, lập tức nhíu mày, ném nửa con gà trong tay về phía hắn, liên quan gì đến ngươi? Diệp Quân, gần trong gang tấc. Diệp Quân cảm thấy hơi khó hiểu, lẽ nào đầu óc của chấp kiếm nhân này có vấn đề chăng? Hở ra một tí là nổi nóng. Tính tình này ai mà chịu nổi? Chấp kiếm nhân hung dữ nhìn Diệp Quân, bộ dạng đó như thể muốn nuốt sống hắn. Diệp Quân đang định lên tiếng thì đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân không do dự bước đến trước mặt chấp kiếm nhân, ôm nàng ta lên, sau đó bay về phía đằng xa. Người phụ nữ này vẫn còn bị thương chưa khỏi, chẳng có lấy một chút sức chiến đấu, ở lại đây nếu đánh nhau với kẻ xấu thì không có phần thắng. Chấp kiếm nhân ở trong lòng Diệp Quân nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Chạy được khoảng nửa canh giờ, Diệp Quân mới dừng lại, hắn để chấp kiếm nhân xuống đất, sau đó lùi sang một bên, tỷ có biết Vĩnh Sinh Đại Đế sẽ phá giải phong ấn vào lúc nào không? Khuôn mặt chấp kiếm nhân không cảm xúc, ta không biết. Diệp Quân thấp giọng thở dài, hắn ngồi sang một bên không nói gì. Chấp kiếm nhân cũng không lên tiếng. Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng. Chấp kiếm nhân bỗng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, tử thụ đâu? Bát Huyền. Diệp Quân lắc đầu, cô ấy ở thôn Thạch. Chấp kiếm nhân cau mày, nó không đi theo người ư? Diệp Quân gật đầu. Chấp kiếm nhân đột nhiên có hứng thú, tại sao? Diệp Quân im lặng một hồi lâu mới nói, cô ấy có quan hệ tốt với tỷ và đại tỷ của mọi người như vậy, đi theo ta tức là sau này sẽ bắt tay với ta để đối phó mọi người. Cô ấy chắc chắn không muốn. Ta cũng không muốn ép buộc cô ấy làm gì. Chấp kiếm nhân cười khẩy, đó là đương nhiên, bọn ta từ nhỏ đã dựa vào nhau sống để trưởng thành, sao nó có thể giúp ngươi đánh lại bọn ta được chứ? Diệp Quân khẽ gật đầu không nói gì. Thấy sắc mặt Diệp Quân không tốt, chấp kiếm nhân nói tiếp, sao thế, có phải cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc trọng lượng của ngươi trong lòng nó không bằng bọn ta à? Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, sau đó nói, tỷ từng thích ai chưa? Chấp kiếm nhân nheo mắt có vẻ như sắp nổi giận, Diệp Quân cười nói, chắc chắn tỷ chưa từng, tỷ nghiêm khắc như thế, lại luôn tự cho mình là đúng, sao có thể thích người nào được chứ? Chấp kiếm nhân lạnh lùng nói, ta khắt khe, tự cho mình là đúng vậy đấy, sao nào, có liên quan gì đến ngươi không? Diệp Quân lắc đầu, không liên quan một chút nào cả. Nói xong, hắn bước đến một bên cách xa chấp kiếm nhân rồi nằm xuống. Thấy Diệp Quân ở cách xa mình, chấp kiếm nhân cười nhạt cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra thay đổi, trong ngôi chùa cách đó khá xa, một tia sáng màu đỏ lao lên trời. Sắc mặt Diệp Quân bỗng chốc thay đổi, hắn vội vàng đứng lên, nhưng lúc này một nguồn sức mạnh bí ẩn bỗng khóa chặt hắn, ngay sau đó trong toàn bộ linh nguyên trong người hắn bị sức mạnh cực lớn cưỡng ép đoạt đi. Diệp Quân hoảng sợ muốn phản kháng lại nhưng không thể làm được gì. Sức mạnh đó quả thật rất khủng khiếp, dù ở bên ngoài hắn cũng không thể đánh lại sức mạnh này chứ đừng nói lúc này hắn không có tu vi. Cứ thế Diệp Quân bị sức mạnh đó vây chặt, để mặc nó điên cuồng hút lấy linh nguyên trong người hắn. Sau khi linh nguyên đó bị hút đi thì biến thành từng cột sáng linh khí lao thẳng vào ngôi chùa như thủy triều. Không chỉ Diệp Quân mà lúc này bốn phương tám hướng quanh ngôi chùa đều có cột sáng linh khí lao lên trời, sau đó bay vào ngôi chùa. Cứ thế liên tục khoảng nửa canh giờ, linh nguyên trong người Diệp Quân bị hút cạn, cả người hắn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cướp trắng trợn. Lúc này chấp kiếm nhân bỗng bước đến bên cạnh Diệp Quân, nàng ta rút con dao găm bên hông Diệp Quân ra, sau đó cúi người nhìn hắn gần trong gang tấc, cười nhạo. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân, không nói gì. Hai người cứ thế trố mắt nhìn nhau. Chấp kiếm nhân bỗng khẽ vỗ vào mặt Diệp Quân, yên tâm. Ta sẽ không để ngươi chết nhanh thế đâu. Nói rồi nàng ta ném dao găm trên người Diệp Quân, sau đó đứng dậy nhìn về phía ngôi chùa.
Diệp Quân thở phào, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu, sao người phụ nữ này lại không giết mình nhỉ? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa, vô số linh khí giữa trời đất không ngừng tụ về phía ngôi chùa, linh khí không ngừng rót vào trong, từng luồng sáng màu vàng bắn ra, cùng lúc đó uy lực đáng sợ bỗng bộc phát từ trong ngôi chùa, sau đó lan tràn khắp không gian xung quanh. Thấy thế, sắc mặt chấp kiếm nhân thay đổi, nàng ta xoay người lại, sau đó cầm chân Diệp Quân chạy về phía đằng xa. Diệp Quân! Chấp kiếm nhân kéo theo Diệp Quân chạy đến trước một con dốc, không do dự cả người lăn dưới đất, kéo theo Diệp Quân lăn luôn xuống dưới. Một lúc sau, hai người ôm lấy nhau, tất nhiên lúc này hai người không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác, vì cả hai đã choáng váng lắm rồi. Lúc lăn xuống đất bên dưới, uy lực đáng sợ bỗng khiến ngọn núi nhỏ đó chấn động thành từng mảnh. Nếu hai người chạy chậm một chút nữa thôi thì đã biến thành tro tàn rồi. Chấp kiếm nhân nằm sấp trên người Diệp Quân, nàng ta muốn ngồi dậy nhưng cảm giác cả người đau đớn, không còn chút sức lực. Vết thương cũ vẫn chưa lành lại xuất hiện thêm vết thương mới. Vết thương mới thì không sao, chủ yếu là vết thương cũ này khá đặc biệt. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân tức giận nói, người đứng dậy. Diệp Quân vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng cũng chẳng còn sức, hắn mới vừa bị cướp sạch linh nguyên mà. Thấy Diệp Quân không thể động đậy, chấp kiếm nhân tức giận mà không thể làm gì, nàng ta hung hăng trợn mắt với hắn. Diệp Quân sững sờ nhìn chấp kiếm nhân gần trong gang tấc. Lúc này cả người hai người dính sát vào nhau, ngươi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ta cảm nhận được sự cứng rắn của ngươi. Tất nhiên là con dao găm. Con dao găm quả thật hơi cứng. Thấy Diệp Quân nhìn mình, chấp kiếm nhân bỗng tức giận nói, nhìn gì mà nhìn. Diệp Quân nói, lẽ nào ta phải nhắm mắt sao? Chấp kiếm nhân, nhắm lại đi. Diệp Quân cũng hơi tức giận, nhìn một chút thì sao chứ? Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân, tức đến mức ngực phập phồng, Diệp Quân cũng không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào đối phương. Chấp kiếm nhân bỗng cúi người cắn vào mũi Diệp Quân. Ôi vãi! Diệp Quân thất kinh. Hắn cố hết sức lật người lại đè chấp kiếm nhân xuống dưới thân, hắn giận dữ nhìn chấp kiếm nhân, tỷ điên rồi sao? Hả? Người phụ nữ này suýt thì cắn nát mũi hắn rồi. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, miệng còn dính máu, nàng ta bỗng ngước lên cắn một phát, thế nhưng lần này nàng ta lại không thể cắn đến mũi Diệp Quân mà chỉ cắn đến miệng hắn thôi. Lúc này cả hai như chạm phải điện, cả người run lẩy bẩy. Hai người sửng sốt, trố mắt nhìn nhau. Lúc này, Diệp Quân bỗng cảm thấy môi truyền đến cảm giác đau nhói, người phụ nữ này đang cắn hắn, hắn ra sức thoát khỏi chấp kiếm nhân, sau đó lăn sang một bên, nhưng lúc này không biết chấp kiếm nhân lấy đâu ra sức mà lật người bò lên người Diệp Quân, sau đó rút con dao găm ở bên hông Diệp Quân, đâm vào cổ họng hắn. Nhưng khi con dao chỉ còn cách cổ họng Diệp Quân nửa tấc, nàng ta bỗng dừng lại. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Quân trước mặt, cứ chết như thế thì hời cho ngươi quá. Nói rồi nàng ta ném con dao găm đi, sau đó bỏ sang một bên, cơn đau trên người khiến nàng ta không khỏi cau mày. Diệp Quân ở một bên nhắm chặt hai mắt, mũi và miệng đều rất đau. Người phụ nữ này đúng là một kẻ điên. Ngay lúc này, đằng xa bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời xa xôi, từng luồng sáng vàng liên tục phóng lên trời làm chấn động trời đất. Cùng lúc đó từng uy lực đáng sợ xuất hiện giữa trời đất, cả không gian đều bắt đầu rung chuyển. Cảm nhận được uy lực đáng sợ này, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, cảm thấy hoảng sợ, khí tức của Vĩnh Sinh Đại Đế khủng khiếp thật. Cứ thế kéo dài đến gần nửa canh giờ, trong ngôi chùa bỗng vang lên tiếng gào thét. Trời đất rung chuyển. Sau đó một cột sáng phóng thẳng lên trời đến tận tầng mây, nhưng lúc này một phù ấn đại đạo bỗng xuất hiện trên bầu trời. Phong ấn phù ấn đại đạo. Diệp Quân cố sức chịu đựng cơn đau chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn bầu trời ở đằng xa, từng tia sáng màu vàng không ngừng phóng thẳng lên trời đánh về phía phù ấn đại đạo. Phù ấn đại đạo run rẩy. Hai tay Diệp Quân siết chặt lại, hắn biết Vĩnh Sinh Đại Đế đang phá vỡ phong ấn, chỉ cần Vĩnh Sinh Đại Đế phá vỡ phong ấn thì tu vi của hắn có thể khôi phục, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này. Phong ấn đại đạo đó bắt đầu trở nên hư ảo dưới sự tấn công của từng luồng sáng màu vàng, cuối cùng sau khoảng nửa canh giờ,
phù ấn đại đạo đó cũng vỡ nát rồi biến thành vô số mảnh vụ rơi từ trên trời xuống dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Quân và chấp kiếm nhân. Ầm, một bóng người bỗng bay lên từ trong ngôi chùa. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quân bỗng siết chặt hai tay lại, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ trong người hắn. Khôi phục rồi. Diệp Quân cực kỳ phấn khích, nhưng ngay lúc này như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng quay đầu lại nhìn chấp kiếm nhân ở bên cạnh, lúc này chấp kiếm nhân cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Diệp Quân vội lùi về sau mấy bước, xòe tay phải ra, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn chấp kiếm nhân như gặp phải kẻ địch mạnh. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, cười mỉa, sợ sao? Diệp Quân không nói gì, tay phải cầm chặt thanh kiếm. Kiếm ý trong người đã sẵn sàng xuất chiêu, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Lúc này, chấp kiếm nhân bỗng quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài đứng đó. Người đàn ông trung niên để tóc dài ngang vai, dáng người cao lớn, vai rộng, hai tay để ra sau lưng, cả người toát ra khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Người đó bật cười, tiếng cười như sấm vang làm cả bí cảnh Vĩnh Sinh chấn động. Vĩnh Sinh Đại Đế. Đại đế đứng đầu vạn cổ. Người sáng lập nền văn minh Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh Đại Đế đứng trên bầu trời cười một lúc, sau đó nhắm mắt lại, thần vận đại đạo ở đây trở nên yếu ớt đến mức này, chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo đã xảy ra chuyện gì à? Không phải chứ, người này lợi hại như vậy, ai có thể làm ông ta bị thương chứ? Hay là ông ta có mưu đồ gì khác nên cố ý thả ta ra? Ông ta vừa nói vừa nhíu chặt mày. Trong trường hợp bình thường, ông ta phải mất đến một vạn năm mới có thể ra ngoài được, nhưng không biết vì sao mà thần vận đại đạo do chủ nhân bút đại đạo để lại bỗng trở nên vô cùng suy yếu. Không có thần vận đại đạo bảo hộ, phong ấn và cấm chế mà đối phương để lại cũng không còn mạnh nữa. Và lại, ông ta đã không cảm nhận được khí tức thần vận đại đạo ở đây nữa. Chủ nhân bút đại đạo không còn nữa ư? Vĩnh Sinh Đại Đế ngờ vực. Lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó. Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhìn sang bên phải, nhìn thấy Diệp Quân, ông ta hơi híp mắt, xòe bàn tay ra, một sức mạnh cực lớn bao phủ lấy Diệp Quân ở bên dưới, hắn còn chưa kịp phản ứng thì tiểu tháp đã xuất hiện trong tay ông ta. Muốn cướp tháp? Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn tiểu tháp trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, đúng là bảo vật thế gian. Ông ta nhìn Diệp Quân, cười nói, ngươi cũng thú vị đấy, thế mà lại bị người ta che giấu thiên cơ, hơn nữa còn có đạo ấn. Ngươi cũng có liên quan đến chủ nhân bút đại đạo à? Ông ta chết rồi sao? Ha ha! Diệp Quân nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, ta nghe nói Vĩnh Sinh Đại Đế có danh xưng là Đại Đế đứng đầu vạn cổ, sao cũng muốn cướp đồ của người khác thế? Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười nói, ta cứ cướp đấy thì sao? Nếu ngươi không phục thì đánh với ta. Diệp Quân nhíu mày. Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười, ta không chỉ cướp đồ mà còn muốn giết người cướp của nữa. Ông ta vừa nói vừa cách không trung tung ra một quyền với Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo đã không còn, Vĩnh Sinh Đại Đế chính là người bất khả chiến bại của thế gian. Lúc này cả người hai người dính sát vào nhau, ngươi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ta cảm nhận được sự cứng rắn của ngươi. Tất nhiên là con dao găm. Con dao găm quả thật hơi cứng. Thấy Diệp Quân nhìn mình, chấp kiếm nhân bỗng tức giận nói, nhìn gì mà nhìn. Diệp Quân nói, lẽ nào ta phải nhắm mắt sao? Chấp kiếm nhân, nhắm lại đi. Diệp Quân cũng hơi tức giận, nhìn một chút thì sao chứ? Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân, tức đến mức ngực phập phồng, Diệp Quân cũng không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào đối phương. Chấp kiếm nhân bỗng cúi người cắn vào mũi Diệp Quân. Ôi vãi! Diệp Quân thất kinh, hắn cố hết sức lật người lại đè chấp kiếm nhân xuống dưới thân. Hắn giận dữ nhìn chấp kiếm nhân, tỷ điên rồi sao? Hả? Người phụ nữ này suýt thì cắn nát mũi hắn rồi. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, miệng còn dính máu, nàng ta bỗng ngước lên cắn một phát, thế nhưng lần này nàng ta lại không thể cắn đến mũi Diệp Quân mà chỉ cắn đến miệng hắn thôi. Lúc này cả hai như chạm phải điện, cả người run lẩy bẩy. Hai người sửng sốt, trố mắt nhìn nhau. Lúc này... Diệp Quân bỗng cảm thấy môi truyền đến cảm giác đau nhói, người phụ nữ này đang cắn hắn, hắn ra sức thoát khỏi chấp kiếm nhân, sau đó lăn sang một bên, nhưng lúc này không biết chấp kiếm nhân lấy đâu ra sức mà lật người bò lên người Diệp Quân, sau đó rút con dao găm ở bên hông Diệp Quân, đâm vào cổ họng hắn.
nhưng khi con dao chỉ còn cách cổ họng Diệp Quân nửa tấc, nàng ta bỗng dừng lại. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Quân trước mặt, cứ chết như thế thì hời cho ngươi quá. Nói rồi nàng ta ném con dao găm đi, sau đó bỏ sang một bên, cơn đau trên người khiến nàng ta không khỏi cau mày. Diệp Quân ở một bên nhắm chặt hai mắt, mũi và miệng đều rất đau. Người phụ nữ này đúng là một kẻ điên. Ngay lúc này, đằng xa bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời xa xôi, từng luồng sáng vàng liên tục phóng lên trời làm chấn động trời đất, cùng lúc đó từng uy lực đáng sợ xuất hiện giữa trời đất, cả không gian đều bắt đầu rung chuyển. Cảm nhận được uy lực đáng sợ này, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, cảm thấy hoảng sợ, khí tức của Vĩnh Sinh Đại Đế khủng khiếp thật. Cứ thế kéo dài đến gần nửa canh giờ, trong ngôi chùa bỗng vang lên tiếng gào thét. Trời đất rung chuyển. Sau đó một cột sáng phóng thẳng lên trời đến tận tầng mây, nhưng lúc này một phù ấn đại đạo bỗng xuất hiện trên bầu trời. Phong ấn phù ấn đại đạo. Diệp Quân cố sức chịu đựng cơn đau chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn bầu trời ở đằng xa, từng tia sáng màu vàng không ngừng phóng thẳng lên trời đánh về phía phù ấn đại đạo. Phù ấn đại đạo run rẩy. Hai tay Diệp Quân siết chặt lại, hắn biết Vĩnh Sinh Đại Đế đang phá vỡ phong ấn, chỉ cần Vĩnh Sinh Đại Đế phá vỡ phong ấn thì tu vi của hắn có thể khôi phục, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này. Phong ấn đại đạo đó bắt đầu trở nên hư ảo dưới sự tấn công của từng luồng sáng màu vàng, cuối cùng sau khoảng nửa canh giờ, phù ấn đại đạo đó cũng vỡ nát rồi biến thành vô số mảnh vụ rơi từ trên trời xuống dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Quân và Chấp Kiếm Nhân. Một bóng người bỗng bay lên từ trong ngôi chùa. Vĩnh Sinh Đại Đế. Diệp Quân bỗng siết chặt hai tay lại, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ trong người hắn. Khôi phục rồi. Diệp Quân cực kỳ phấn khích, nhưng ngay lúc này như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng quay đầu lại nhìn Chấp Kiếm Nhân ở bên cạnh, lúc này Chấp Kiếm Nhân cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Diệp Quân vội lùi về sau mấy bước, xòe tay phải ra, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn Chấp Kiếm Nhân như gặp phải kẻ địch mạnh. Chấp Kiếm Nhân nhìn Diệp Quân, cười mỉa, sợ sao? Diệp Quân không nói gì, tay phải cầm chặt thanh kiếm, kiếm ý trong người đã sẵn sàng xuất chiêu, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Lúc này, Chấp Kiếm Nhân bỗng quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài đứng đó. Người đàn ông trung niên để tóc dài ngang vai, dáng người cao lớn, vai rộng, hai tay để ra sau lưng. Cả người toát ra khí tức mạnh mẽ đáng sợ, người đó bật cười, tiếng cười như sấm vang làm cả bí cảnh Vĩnh Sinh chấn động. Vĩnh Sinh Đại Đế. Đại Đế đứng đầu vạn cổ. Người sáng lập nền văn minh Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh Đại Đế đứng trên bầu trời cười một lúc, sau đó nhắm mắt lại, thần vận đại đạo ở đây trở nên yếu ớt đến mức này, chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo đã xảy ra chuyện gì à? Không phải chứ, người này lợi hại như vậy. Ai có thể làm ông ta bị thương chứ? Hay là ông ta có mưu đồ gì khác nên cố ý thả ta ra? Ông ta vừa nói vừa nhíu chặt mày. Trong trường hợp bình thường, ông ta phải mất đến một vạn năm mới có thể ra ngoài được nhưng không biết vì sao mà thần vận đại đạo do chủ nhân bút đại đạo để lại bỗng trở nên vô cùng suy yếu. Không có thần vận đại đạo bảo hộ, phong ấn và cấm chế mà đối phương để lại cũng không còn mạnh nữa. Và lại, ông ta đã không cảm nhận được khí tức thần vận đại đạo ở đây nữa. Chủ nhân bút đại đạo không còn nữa ư? Vĩnh Sinh Đại Đế ngờ vực. Lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó, Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhìn sang bên phải, nhìn thấy Diệp Quân, ông ta hơi híp mắt, xòe bàn tay ra, một sức mạnh cực lớn bao phủ lấy Diệp Quân ở bên dưới, hắn còn chưa kịp phản ứng thì tiểu tháp đã xuất hiện trong tay ông ta. Muốn cướp tháp? Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn tiểu tháp trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, đúng là bảo vật thế gian. Ông ta nhìn Diệp Quân, cười nói, ngươi cũng thú vị đấy, thế mà lại bị người ta che giấu thiên cơ, hơn nữa còn có đạo ấn, ngươi cũng có liên quan đến chủ nhân bút đại đạo à? Ông ta chết rồi sao? Ha ha! Diệp Quân nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, ta nghe nói Vĩnh Sinh Đại Đế có danh xưng là Đại Đế đứng đầu vạn cổ, sao cũng muốn cướp đồ của người khác thế? Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười nói, ta cứ cướp đấy thì sao? Nếu ngươi không phục thì đánh với ta. Diệp Quân nhíu mày. Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười, ta không chỉ cướp đồ mà còn muốn giết người cướp của nữa.
Ông ta vừa nói vừa cách không trung tung ra một quyền với Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo đã không còn, vĩnh sinh đại đế chính là người bất khả chiến bại của thế gian. Loading in progress. Lúc này, một thanh kiếm phóng thẳng tới trước mặt vĩnh sinh đại đế. Vĩnh sinh đại đế không hề sợ hãi, ngón tay điểm nhẹ phía trước. Bùm! Kiếm quang vỡ tan, chấp kiếm nhân bay về chỗ cũ, vừa dừng lại khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Trên trời, vĩnh sinh đại đế chậm rãi nhắm mắt lại, thật yếu ớt. Mấy trăm triệu năm qua, ngoại trừ chủ nhân bút đại đạo, lẽ nào không có ai mạnh hơn sao? Nghe vậy, chấp kiếm nhân bên dưới hung hăng nói, dạo oai cái thá gì chứ? Nói xong, nàng ta hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Vĩnh sinh đại đế mở mắt, nhìn chấp kiếm nhân đánh tới, tỏ vẻ khinh thường. Ông ta lật tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện vũ trụ tinh hà. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Vĩnh sinh đại đế hung hăng vung quyền, trong nháy mắt, như thể có hàng tỷ ngôi sao rơi xuống. Toàn bộ bí cảnh vĩnh sinh bắt đầu bị hủy diệt. Kiếm của chấp kiếm nhân cũng trở nên bỏ bé trước nắm đấm này. Bùm! Trong nháy mắt, kiếm quang lại vỡ vụn, chấp kiếm nhân bị đánh bay ra ngoài. Sau khi lùi ra vạn trượng, nàng ta dừng lại, xòe bàn tay ra, trong nháy mắt, vô số kiếm quang từ trong lòng bàn tay phóng lên trời. Cuối cùng, một đạo kiếm quang vạn trượng xuyên qua không trung, chém vào cú đấm đáng sợ kia. Nhưng khi kiếm quang vạn trượng tiếp xúc với nắm đấm đó, nó bắt đầu bị hủy hoại. Không thể chống lại nổi. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm túc, mặc dù vĩnh sinh đại đế chỉ là đại đế nhưng thực lực đã vượt xa so với thần linh vũ trụ bình thường. Đúng lúc này, người phụ nữ bí ẩn trên bầu trời biến mất tại chỗ, một đạo ánh sáng vạn trượng phóng về phía vĩnh sinh đại đế. Vĩnh sinh đại đế cười nhạo, khẽ phất tay áo. Dầm! Hào quang vạn trượng vỡ tan, một đạo tàn ảnh lùi về phía sau, đó chính là người phụ nữ bí ẩn, nàng ấy đã bị đẩy lùi vạn trượng. Diệp Quân xòe bàn tay ra, một luồng sáng màu xanh phóng lên trời, bao phủ người phụ nữ bí ẩn và chấp kiếm nhân. Cây thần tự nhiên. Sau khi cây thần tự nhiên xuất hiện, vết thương của hai người phụ nữ phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vĩnh sinh đại đế lại nhìn Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phấn khích nói, thần vật này của ngươi tốt đấy, vừa hay có thể trị vết thương do chủ nhân bút đại đạo để lại trên người ta, đúng là ông trời giúp ta mà, ha ha. Nói xong, ông ta tiến lên một bước, một tay bắt lấy Diệp Quân, lúc này, chấp kiếm nhân và người phụ nữ bí ẩn cùng biến mất tại chỗ. Bùm, hai luồng sức mạnh đáng sợ cùng tấn công vĩnh sinh đại đế. Thấy hai người phụ nữ xông tới, vĩnh sinh đại đế cười nhạt, xòe tay ra. Sau đó đè mạnh, một luồng sức mạnh đáng sợ quét xuống. Bùm! Trời đất hủy diệt, sức mạnh đáng sợ phá vỡ kiếm đạo và ánh sáng kia trong nháy mắt, hai người phụ nữ lại bị đẩy lùi. Sau khi lùi lại, vĩnh sinh đại đế lại xông lên, bắt lấy Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt nảy lửa. Ông ta mới phá vỡ phong ấn, nên quan trọng nhất là trị thương, nhưng vết thương của ông ta không phải vết thương bình thường. Thần vật bình thường không giúp ích gì được cho ông ta, mà cây thần của thanh niên trước mặt lại có thể trị thương. Đúng là ông trời đang giúp ông ta. Vĩnh sinh đại đế nhìn Diệp Quân phía dưới với vẻ hào hứng, mặc dù thanh niên này bí ẩn, hơn nữa còn có cao nhân thay hắn che đậy thiên cơ, nhưng như vậy thì sao? Thủ đoạn che đậy thiên cơ này đối với người khác là rất giỏi, nhưng đối với ông ta thì chẳng là gì cả. Ngoại trừ chủ nhân bút đại dạo, trên đời này không ai có thể khiến ông ta đề cao. Một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ Diệp Quân, đồng thời, thời không xung quanh Diệp Quân cũng bị phong tỏa, hình thành một cái lồng giam yên tĩnh, sức mạnh đáng sợ nhốt hắn bên trong, khiến hắn không thể di chuyển. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phóng tới trước mặt Diệp Quân, đạo kiếm quang này xé rách luồng sức mạnh thần bí kia. Đó là chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Diệp Quân. Không phải ta đang cứu ngươi, mà ta muốn tự tay giết ngươi, ngươi hiểu chưa? Nói xong, nàng ta quay người, vung kiếm. Xẹt! Sức mạnh do vĩnh sinh đại đế phóng ra bị nhát kiếm của nàng ta quét sạch. Trên trời, ánh mắt của vĩnh sinh đại đế trở nên lạnh như băng, ông ta nhìn xuống chấp kiếm nhân, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, ông ta nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ giữa trời đất.
nhưng vào lúc này, thời không xung quanh bỗng tách ra, sau đó mấy chục khí tức mạnh mẽ quét tới, hai người đứng đầu là tả tướng và võ tướng, phía sau hai người họ còn có mười mấy vị mệnh vận đại đế mạnh mẽ. Nhìn thấy đội hình này, Vĩnh Sinh đại đế nhíu mày, thần đạo. Tả tướng không trả lời, bà ta ngẩng đầu lên, thống soái nguyên trấn. Xẹt! Trời đất tách ra, một thanh thương xuyên qua không gian, đâm về phía Vĩnh Sinh đại đế. Thấy thanh thương phóng tới, Vĩnh Sinh đại đế tỏ vẻ khinh thường, con kiến. Nói xong, ông ta giơ tay lên tung một quyền. Bùm! Thanh thương kia bị ép dừng lại tại chỗ, nhưng vào lúc này, một thanh đao khác lại phóng tới bên hông Vĩnh Sinh đại đế. Nhát đao này vô cùng nhanh, lúc nó xuất hiện, thời không trong bí cảnh Vĩnh Sinh giống như tờ giấy bị thiêu đốt, từ từ hủy diệt. Vĩnh Sinh đại đế híp mắt, tay phải ấn xuống. Bùm! Một thương một đao đồng thời bị đánh lui, nhưng Vĩnh Sinh đại đế cũng lui lại mấy trăm trượng. Lúc này, cách Vĩnh Sinh đại đế ngàn trượng, xuất hiện một ông lão trung niên mặc áo giáp tím, trong tay cầm thương. Nguyên Chấn, thống soái của chư thần Hoàng Hôn vệ. Bên trái Vĩnh Sinh đại đế xuất hiện một người đàn ông áo đen, tay cầm đao. Nguyên Hạo, thống soái quân Viễn Chinh. Lúc này, ba thống soái binh đoàn mạnh nhất trong chân vũ trụ đều ở đây. Phía xa, Vĩnh Sinh đại đế liếc nhìn cường giả xung quanh, vẻ mặt không hề sợ hãi, cười lớn, đánh hội đồng à. Nói xong, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm, cho các ngươi thấy quân đoàn Vĩnh Sinh của ta. Nói xong, ông ta xòe bàn tay ra, sau đó ấn xuống, rồi mạnh mẽ nâng lên, hỡi thần dân đã ngủ say hàng trăm triệu năm, hãy khiến vũ trụ này khiếp sợ đi. Rầm rầm. Ngay lập tức, phòng ấn giữa trời đất do chủ nhân bút đại đạo để lại bị phá vỡ, ở sâu trong lòng đất, từng luồng khí tức đáng sợ phóng lên. Nền văn minh Vĩnh Sinh lại xuất hiện hiện trên thế giới. Mặt đất bỗng nứt lìa, sau đó 12 cột sáng màu đỏ lao lên trời, 12 cường giả bước ra từ trong 12 cột sáng đó. Bọn họ vừa bước ra, cả người toát ra khí tức mạnh mẽ khiến cả trời đất đều sôi trào. 12 mệnh vận đại đế. 12 mệnh vận đại đế sải bước đi đến trước mặt Vĩnh Sinh đại đế, sau đó quỳ gối xuống, ai nấy cũng cực kỳ vui mừng, run giọng nói kính chào đế chủ. Ngay lúc này, ở chỗ sâu bên dưới đại đế, hàng trăm cột sáng bỗng phóng lên trời, trời đất vỡ vụn, ngay sau đó mấy trăm cường giả đỉnh cấp xuất hiện ở trước mặt Vĩnh Sinh đại đế. Toàn bộ đều là Tuế Nguyệt đại đế. Hàng trăm Tuế Nguyệt đại đế. Hàng trăm đại đế đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vĩnh Sinh đại đế, cung kính nói kính chào đế chủ. Thanh âm vừa dứt, sâu trong lòng đất lại có rất nhiều khí tức mạnh mẽ như sóng triều lao lên trời. Ngay sau đó một đám cường giả chiến giáp hỏa diệm bước ra, không nhiều chỉ có một vạn người. Nhưng một vạn người này thấp nhất cũng là cảnh giới thần đế. Một vạn cường giả cảnh giới thần đế. Ngay khi một vạn người bước ra, từng uy lực đáng sợ cuồn cuộn quét qua bầu trời, khiến cả trời đất đều rung chuyển. Sâu trong lòng đất vẫn còn rất nhiều cường giả liên tục thức tỉnh, từng khí tức mạnh mẽ lao lên trời, cuồn cuộn vào không trung. Quân đoàn Vĩnh Sinh. Đây là nền văn minh Vĩnh Sinh từng vô địch một thời đại, những người ở trước mặt này là quân đoàn Vĩnh Sinh chấn động vũ trụ năm đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, tả tướng đứng ở đằng xa nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, năm đó chủ nhân bút đại đạo thế mà lại không giết chúng, mà chỉ trấn áp chúng thôi. Lúc này tả tướng rất ngạc nhiên, vì bà ta không ngờ các cường giả thời đại Vĩnh Sinh vẫn chưa chết mà chỉ bị trấn áp, chủ nhân bút đại đạo đang làm cái quái gì thế. Võ tướng đứng bên cạnh tả tướng trầm giọng nói, đánh hay rút? Nếu đánh, bây giờ ta sẽ bảo người đến đây. Mặc dù có rất nhiều các cường giả thời đại Vĩnh Sinh, hơn nữa mệnh vận đại đế cũng không ít, nhưng nếu đánh thật thì chân vũ trụ không sợ đám người này. Tả tướng im lặng hồi lâu, bà ta nhìn Diệp Quân ở bên dưới, không đánh. Võ tướng nhìn Diệp Quân lập tức hiểu ý ngay, nếu giờ chân vũ trụ khai chiến với quân đoàn Vĩnh Sinh này thì ai là người vui nhất? Chắc chắn là vũ trụ Quan Huyên. Uy lực của các cường giả nền văn minh Vĩnh Sinh này rất lớn, nhưng uy lực của vũ trụ Quan Huyên cũng cực kỳ mạnh. Tả tướng nắm lấy cơ hội, rút. Rút. Nghe tả tướng nói thế, các cường giả chân vũ trụ lập tức xoay người rút hết. Diệp Quân nhíu mày nhìn Vĩnh Sinh đại đế ở chân trời đằng xa, tháp gia vẫn còn ở trong tay người này,
lúc này một tàn ảnh bỗng lướt qua trước mặt hắn, chính là chấp kiếm nhân. Diệp Quân vừa định lên tiếng, chấp kiếm nhân túm lấy vai hắn dẫn hắn biến mất khỏi đây, không cho hắn cơ hội phản kháng. Không lâu sau, đám người chân vũ trụ hoàn toàn biến mất. Lúc này một cường giả bên cạnh Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nói, đế chủ, thần vật trị thương trong tay thanh niên đó. Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ cười, yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Nói rồi ông ta nhìn xuống dưới, các cường giả ở sâu trong lòng đất liên tục thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Vĩnh Sinh Đại Đế cong lên. Chủ nhân bút đại đạo đã không còn, thời đại vũ trụ bây giờ ai là đối thủ của ông ta chứ? Chủ nhân bút đại đạo không xuất. Khóe miệng Vĩnh Sinh Đại Đế dần cong lên cao hơn, Vĩnh Sinh ta vô địch ở thế gian này. Hả? Đúng lúc này, một giọng nói khẽ bỗng vang lên từ tinh không vô tận. Vĩnh Sinh Đại Đế nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn tinh không kia, là ai thế? Trong tinh không nào đó, Tiêu Dao kiếm tu bỗng xoay người lại, lúc này kiếm chủ Thanh Sam bên cạnh ông ấy bỗng nói, sao thế? Tiêu Dao kiếm tu nói, có người đang nói vô địch. Kiếm chủ Thanh Sam bật cười, chắc cũng là một tên tép diêu, người để ý làm gì? Xử lý chuyện chính quan trọng hơn. Ông ấy vừa nói vừa biến thành kiếm quang rồi biến mất ở tinh không. Tiêu Dao kiếm tu trầm ngâm suy tư một lúc rồi cũng biến thành kiếm quang biến mất ở tận cuối tinh không. Rất mấy lần có người nói vô địch, ông ấy về mới phát hiện đều đang khoe mẽ, quả thật khiến ông ấy rất thất vọng. Lần này xác suất cao cũng là một tên khoe khoang, đừng nên về lãng phí thời gian. Chân vũ trụ. Trong đại điện ở nơi nào đó chỉ có hai người, là Diệp Quân và chấp kiếm nhân. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân trước mặt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, hắn không phản kháng vì không có tác dụng gì cả. Chấp kiếm nhân bước đến trước mặt Diệp Quân. Nàng ta nhìn Diệp Quân, ta cứu ngươi là vì muốn đích thân giết ngươi, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, hiểu. Chấp kiếm nhân cau mày, vẻ mặt gì đấy? Sao nào, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à? Tay phải nàng ta bỗng bóp chặt cổ Diệp Quân, chỉ cần ta bóp nhẹ một cái, đầu ngươi sẽ biến mất. Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân không nói gì. Chấp kiếm nhân bị hắn nhìn cũng cảm thấy phiền, lập tức nổi giận nói, nhìn gì mà nhìn? Diệp Quân hỏi, tỷ muốn tôi xin tha sao? Chấp kiếm nhân cười mỉa, ngươi sẽ cầu xin tha thứ sao? Diệp Quân lắc đầu, cho dù hắn có cầu xin, người phụ nữ này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bỗng cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhanh thế đâu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ta sẽ từ từ giày vò ngươi. Diệp Quân nhíu mày, không nhịn được nói, chấp kiếm nhân cô nương. Ta biết tỷ không thích ta vì chuyện Bát Huyền nhưng nói cho cùng chuyện này là chuyện riêng giữa ta và Bát Huyền, có phải tỷ lo hơi nhiều rồi không? Chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng lắm, bây giờ tỷ nhằm vào ta, ân oán cá nhân rất rõ ràng nhưng hai chúng ta gần như không có qua lại nhiều, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến tỷ hận ta đến thế, cho dù giết ta cũng không thể trút hết giận. Chấp kiếm nhân bỗng đấm một cú vào bụng Diệp Quân. Bụp! Diệp Quân văng ra xa. Nàng ta lại lao đến đấm đá một trận. Sức của nàng ta vừa đủ, có thể cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng lại không đến mức chết. Cứ thế, chấp kiếm nhân đánh Diệp Quân một lúc lâu mới dừng lại, lúc này Diệp Quân đã nằm rạp dưới đất, không thể động đậy. Hắn có cảm giác xương cốt cả người mình đều bị đánh nát. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân nằm rạp dưới đất. Cười mỉa, thầm thở dài xoay người rời đi. Lúc này một người phụ nữ bước đến. Chính là người phụ nữ bí ẩn. Đến dự cuộc họp. Chấp kiếm nhân nhìn người phụ nữ bí ẩn, mặt không cảm xúc, sao thế, đến cứu bạn của tỷ à? Người phụ nữ bí ẩn nhíu mày, từ kính, muội ăn phải thuốc nổ hả? Chấp kiếm nhân cười nhạo nói, từ nhu, có phải tỷ đã ngủ với hắn rồi không? Hả? Từ Nhu tức giận chỉ vào chấp kiếm nhân, có phải muội đọc nhiều sách đồi trụy của đại tỷ quá rồi không thế? Hả? Chấp kiếm nhân cười khẩy, không nói gì chỉ xoay người bỏ đi. Từ Nhu tức giận không thôi, ngực phập phồng lên xuống, run rẩy. Một lát sau, Từ Nhu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi mới bước đến trước mặt Diệp Quân, nàng ấy cúi người xuống đỡ Diệp Quân ngồi dậy, sau đó lấy một viên đan dược ra cho vào miệng hắn. Một lúc lâu sau, cơ thể Diệp Quân đỡ hơn rất nhiều.
Diệp Quân nhìn Từ Nhu trước mặt, người phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc sau đầu, cuối cùng được buộc bằng một dải màu tím, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế, làn da trắng như tuyết, đôi mắt dịu dàng như nước, trên môi là một nụ cười nhẹ. Từ Nhu cười nói, đỡ hơn chưa? Diệp Quân cười khổ tiền bối. Từ Nhu lắc đầu, gọi ta là Từ Nhu thôi. Diệp Quân do dự rồi mới nói, Từ Nhu. Từ Nhu bỗng kéo tay hắn nói, đi. Diệp Quân hỏi, về Quan Huyên ư? Từ Nhu chớp mắt, không được. Diệp Quân im lặng không nói. Từ Nhu cười nói, hiện giờ ngươi là tù binh của bọn ta. Bọn ta. Nghe thấy hai từ này, Diệp Quân bỗng buông bàn tay Từ Nhu ra, lúc này hắn mới nhớ người phụ nữ trước mặt này cũng là người của chân vũ trụ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, sau đó nắm lấy bàn tay buông ra của hắn, cười nói, mặc dù ta là người của chân vũ trụ nhưng ta chưa từng hại ngươi, đúng chứ? Diệp Quân khẽ gật đầu. Từ Nhu cười nói, họ đang họp, chúng ta cũng đến nghe xem. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, không ổn lắm nhỉ? Từ Nhu nhìn hắn, có gì mà không ổn? Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là người của mình. Không đợi Diệp Quân nói thêm gì, nàng ấy đã kéo hắn đi. Không lâu sau, Từ Nhu dẫn Diệp Quân đến chân thần điện, lúc này có mấy mươi người tụ tập lại trong chân thần điện. Người đứng đầu là tả tướng và võ tướng, hai bên trái phải của hai người là Nguyên Trấn và Nguyên Hạo, bên cạnh ở bên dưới là các cường giả chân vũ trụ đứng xếp thành hai hàng. Đều là các nhân vật cốt yếu của chân vũ trụ. Tất nhiên cũng có chấp kiếm nhân trong đó. Thấy Diệp Quân và Từ Nhu bước vào, các cường giả chân vũ trụ trong điện đều đồng loạt nhìn Diệp Quân. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân cau mày. Từ Nhu cười nói, thêm hai người nữa, không ngại chứ. Các cường giả chân vũ trụ đều tỏ ra rất kỳ quái, dĩ nhiên họ biết Diệp Quân, đây là kẻ thù lớn của chân vũ trụ. Từ Nhu lại nói, không để ý chứ. Các cường giả chân thần điện không lên tiếng, đều nhìn tả tướng lãnh đạo trong điện. Tả tướng cười nói, không ngại đâu, người đâu, lấy một cái ghế cho Diệp công tử và Từ Nhu. Không lâu sau có người đưa hai cái ghế đến. Diệp Quân và Từ Nhu ngồi chính giữa đại điện, Diệp Quân cảm thấy không được tự nhiên lắm, có cảm giác bị bao vây xung quanh. Tả tướng nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, chúng ta tiếp tục. Một ông lão bỗng nói, tin tức mới nhất, dưới trướng của Vĩnh Sinh Đại Đế có 12 mệnh vận đại đế, mấy trăm tuế nguyệt đại đế, hàng ngàn đại đế bình thường, hơn vạn cường giả cảnh giới thần đế. Ngoài ra còn có 1.000 đại thuật sư đến từ thời đại văn minh Vĩnh Sinh, chưa rõ thực lực của nhóm đại thuật sư này, cực kỳ bí ẩn. Ông ta ngừng một chút, sau đó nói, người này đã đến Vĩnh Sinh giới, hơn nữa không ngừng hồi sinh các cường giả thời đại văn minh Vĩnh Sinh đã từng bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn. Ngoài ra, ông ta còn đang thu hút các cường giả ở loạn tinh giới, bây giờ loạn tinh giới ngoài vị tuyết đế đó ra, tất cả các thế lực đều đã khuất phục ông ta rồi. Nghe thế, tả tướng cau chặt mày. Ông lão nói tiếp, còn một chuyện nữa, sau khi Bác Thiên Giới bị tiêu diệt, biên giới của Bác Thiên Giới cũng bị phá vỡ. Theo báo cáo của thám tử, có một thế giới đặc biệt tên là Huyền Ngoa Giới ở bên kia phần biên giới bị phá vỡ. Trong Huyền Ngoa Giới có một thế lực siêu cấp tên là Tộc Chiêm Đài, thực lực cực kỳ mạnh. Huyền Ngoa Giới. Tả tướng hỏi, bây giờ Bác Thiên Đạo đang ở đâu? Ông lão lắc đầu, từ sau khi Bác Thiên Giới bị hủy diệt, Bác Thiên Đạo đã biến mất không tung tích, theo chúng ta suy đoán, chắc hẳn ông ta đang cố gắng nhanh chóng khôi phục thực lực. Ông ta đã luân hồi đến kiếp thứ 10, nếu tu vi được khôi phục toàn bộ thì ông ta sẽ là người có thực lực mạnh nhất trong lịch sử. Võ tướng trầm tư hồi lâu rồi hỏi, tộc Chiêm Đài đó có mưu đồ gì? Ông lão trầm giọng nói, dã tâm khá lớn. Nghe thế võ tướng lập tức nhíu mày. Ông lão lại nói, dù là nền văn minh Vĩnh Sinh hay tộc Chiêm Đài, hoặc Bác Thiên Đạo, ta nghĩ đều không có uy lực lớn bằng vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên. Các cường giả trong điện đều nhìn sang Diệp Quân đang ngồi ở giữa điện. Diệp Quân bình tĩnh nói, vũ trụ Quan Huyên ta cũng nghĩ chân vũ trụ các ngươi mạnh nhất. Tả tướng cười nói, Diệp công tử, thật ra ta rất muốn nghe suy nghĩ của cậu. Diệp Quân nhìn tả tướng, sau đó nói, ta không có suy nghĩ gì cả. Tả tướng nhíu mày. Từ Nhu vội kéo tay Diệp Quân, người nghĩ gì thì nói đi chứ. Diệp Quân cạn lời. Chấp kiếm nhân nhìn Từ Nhu, cười nhạo.
Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói thẳng nhé, suy nghĩ của ta rất đơn giản, từ nay về sau, vũ trụ quan Huyên ta sẽ không làm gì cả, vì nền văn minh vĩnh sinh chắc chắn sẽ đến tấn công chân vũ trụ đầu tiên, chúng muốn thống trị toàn bộ vũ trụ, mục tiêu đầu tiên chắc chắn là các ngươi. Tả tướng nói, cậu dựa vào đâu mà có thể chắc chắn mục tiêu đầu tiên của ông ta không phải là vũ trụ quan Huyên. Nếu ta là ông ta, ta sẽ nuốt chọn các vũ trụ yếu hơn trước, sau đó tập trung toàn lực để tấn công với thế lực mạnh nhất. Diệp Quân nhìn tả tướng, vĩnh sinh đại đế đó vừa ra tay đã khẳng định mình là vô địch, cũng không coi trọng bất luận kẻ nào, ông ta tự cao tự đại như thế chắc chắn sẽ đánh với thế lực mạnh nhất trước. Tả tướng im lặng không lên tiếng. Diệp Quân nói, mạo muội hỏi một câu, có phải hiện giờ chân thần không thể ra tay không? Vừa nghe thế, các cường giả chân vũ trụ trong điện đều nhíu mày. Chân thần. Các cường giả chân vũ trụ đang đứng trong điện lập tức quay phát lại nhìn tả tướng và võ tướng. Ai nấy đều tràn ngập hoài nghi. Bởi vì chân thần đã rất lâu rồi không xuất hiện, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Những người duy nhất biết tung tích của nàng ta là tả tướng, võ tướng và chấp kiếm nhân. Tả tướng nhìn Diệp Quân, nói hết không giấu giếm, chân thần đang trấn áp vũ trụ kiếp nên không thể ra tay. Hắn tò mò hỏi lại, nếu nó bùng nổ thì sẽ thế nào? Tả tướng cười, hủy diệt hết thảy mọi vũ trụ. Diệp Quân nhíu mày. Tả tướng, ta biết ngươi không tin ta, ngươi có thể hỏi Từ Nhu. Thấy Diệp Quân quay sang mình, nàng ta gật đầu, đại tỷ phải luôn luôn áp chế nó, bởi vì mỗi một lần áp chế, nó sẽ mạnh lên thêm. Uy lực của vũ trụ kiếp hiện giờ đã đạt đến mức độ khó lòng tưởng tượng. Chỉ biết rằng một khi nó bùng nổ thì toàn bộ vũ trụ và thế giới đã biết cho đến nay sẽ bị tiêu diệt. Diệp Quân im lặng. Từ Nhu đứng dậy, mỉm cười nói, ta có ý kiến này. Mọi người nhìn Từ Nhu, nàng ấy nghiêm giọng, thứ nhất, vũ trụ kiếp là vấn đề hệ trọng không chỉ vũ trụ chúng ta, mà toàn thể sinh linh khắp mọi vũ trụ đều đang phải đối mặt. Nói cách khác, nó mới là kẻ thù lớn nhất của chân vũ trụ và vũ trụ quan Huyên. Những lời này khiến người của chân vũ trụ nhíu mày. Làm sao mà chân vũ trụ lại bị buộc chung với vũ trụ quan Huyên rồi? Người này đang làm trò hề gì đấy? Từ Nhu tiếp tục, thứ hai là vĩnh sinh đại đế. Người này có biệt hiệu vạn cổ đệ nhất đế, hiện nay nhìn khắp chân vũ trụ, trừ đại tỷ ra thì không ai có thể đơn đả độc đấu chống lại được. Nàng ấy bắn ánh mắt sang Diệp Quân, vũ trụ quan Huyên các người trừ mấy vị cha chú kia ra thì cũng không có ai cả. Diệp Quân im lặng. Từ Nhu nhìn quanh điện, tuyên bố của vĩnh sinh đại đế khi vừa xuất hiện là gì? Gã muốn văn minh vĩnh sinh một lần nữa thống nhất vũ trụ. Ta nhổ vào, gã này căn bản không thèm đặt chân vũ trụ và vũ trụ quan Huyên chúng ta vào mắt, như vậy coi sao được. Nàng ấy vung tay lên, nên chúng ta hãy cùng nhau giết hắn. Lời này vừa ra, những người khác đều biết tỏng ý đồ của nàng. Muốn chân vũ trụ và vũ trụ quan Huyên bắt tay hợp tác đây mà. Những người có mặt rơi vào im lặng. Thấy Diệp Quân nhìn mình, Từ Nhu chớp mắt, hỏi lại, thấy ta nói hay không? Hắn gật đầu, hay, lần sau đừng nói nữa. Từ Nhu thoát cái đen mặt, véo tay hắn, thấy ghét. Hành động này khiến những người khác trợn mắt há mồm. Quan hệ giữa hai người này là gì vậy? Ngay cả chấp kiếm nhân cũng nhìn Từ Nhu với nụ cười khinh khỉnh. Diệp Quân cảm thấy đầu âm ỉ đau, chần chừ một hồi thì rút tay về, người đừng như vậy, người ta hiểu lầm bây giờ. Nàng ấy bèn sang sảng bật cười, mấy người đừng hiểu lầm ha, hai chúng ta trong sáng vô cùng, chưa làm chuyện ấy bao giờ. Mọi người, Diệp Quân càng đau đầu, làm ơn đừng giải thích nữa. Người phụ nữ này đúng là quỷ ma mà. Từ Nhu tiếp tục, sao lại nhìn bọn ta như vậy? Hai chúng ta trong sáng thuần khiết thật mà. Không ai nói gì. Đầu Diệp Quân đau như búa bổ. Tả tướng cười cười, ta hiểu ý của cô, Từ Nhu. Cô muốn vũ trụ quan Huyên và chân vũ trụ cùng hợp tác chống lại vĩnh sinh đại đế chứ gì. Nàng ấy gật đầu, chư vị, chủ nhân bút đại đạo đã bị trấn áp, vĩnh sinh đại đế mới có thể xuất hiện. Nhưng ta cho rằng không chỉ có ông ta mà rất nhiều cường giả từng bị chủ nhân bút đại đạo trấn áp đều sẽ lần lượt lộ mặt. Nàng ấy mỉm cười, đừng quên đại tỷ ta năm xưa cũng từng trấn áp không ít người của văn minh thần đạo thời đại trước. Nay loạn thế nổ ra, bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện,
nên ta cho rằng hợp tác là con đường đúng đắn nhất. Không một ai lên tiếng. Hợp tác với vũ trụ quan huyền ư. Ai nấy đều mang lòng mâu thuẫn. Dù sao hai bên đã đánh nhau bao lâu nay, có gọi là kẻ thù truyền kiếp cũng không ngoa. Mà Diệp Quân cũng không muốn hợp tác, nên cũng rơi vào im lặng. Từ Nhu không rõ sắc mặt những người này vậy là thế nào, ngẫm nghĩ một hồi lại nói, thật ra thì cũng không nhất thiết phải làm đồng minh, chúng ta cũng có thể tạm thời lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mà, mọi người thấy thế nào? Tạm thời không xâm phạm nhau. Tả tướng trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, Diệp công tử thấy sao? Diệp Quân không đáp. Từ Nhu xà lại ôm tay hắn, người nghĩ mà xem. Chừng nào tháp gia còn nằm trong tay Vĩnh Sinh Đại Đế thì sức mạnh của lão ta sẽ tăng lên vùn vụt, không mất bao lâu để văn minh Vĩnh Sinh đạt đến một trình độ khủng bố đâu. Diệp Quân cau mày, tháp gia sẽ không sao chứ? Từ Nhu lắc đầu, yên tâm đi, ai có nó thì đội lên đầu còn không kịp, làm sao gặp nguy hiểm được. Diệp Quân nghe vậy thì thoáng thả lỏng sau nhiều ngày lo lắng cho tiểu tháp. Từ Nhu tiếp tục, ta biết người nghĩ gì nên cũng sẽ không ép người giảng hòa với chân vũ trụ, nhưng đứng trước tình hình này, hai bên chúng ta mà còn tiếp tục đại chiến thì chỉ có lợi cho Vĩnh Sinh Đại Đế và tên Bác Thiên Đạo Vô Liêm Sỉ đang tìm cách mạnh lên kia thôi, đã vậy còn vô số cường giả đến từ thời đại văn minh thần đạo. Diệp Quân lầm bầm, ta biết người có ý tốt. Từ Nhu nhoẻn cười. Diệp Quân nhìn sang, khe khẽ thở dài. Hắn rất có hảo cảm với người phụ nữ này. Xem nàng ấy như thầy như bạn, nhưng hắn cũng biết trái tim nàng ấy vĩnh viễn luôn hướng về chân vũ trụ. Nếu có ngày hắn khai chiến toàn diện với bên kia thì nàng ấy chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo chân vũ trụ. Cũng không có gì bất ngờ. Dù sao nàng ấy vốn là người chân vũ trụ mà. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bình thường trở lại. Hắn thu hồi suy nghĩ, nói với tả tướng, bà xưng hô thế nào? Đối phương không ngờ đến câu hỏi này nên ngẩn ra. Đoạn đáp, Phong Kỳ. Diệp Quân gật đầu, chân vũ trụ hiện giờ đang do bà làm chủ. Nàng ta cười đáp, xem như vậy. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, hay là vậy đi, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên sẽ tạm thời đình chiến từ giờ phút này trở đi. Người của chân vũ trụ không được bước vào vũ trụ quan huyên, người của vũ trụ quan huyên cũng không được bước vào chân vũ trụ, bà thấy thế nào? Phong Kỳ lại nói, ta có ý tưởng khác. Diệp công tử có muốn nghe không? Hắn gật đầu, mời. Phong Kỳ, chân vũ trụ chúng ta sẵn lòng mở cửa với vũ trụ quan huyên, chỉ cần bên các người muốn thì đều có thể đến đây phát triển. Ngược lại, người bên chúng ta nếu muốn đến vũ trụ quan huyên, chỉ cần Diệp công tử không phản đối thì bên ta cũng sẽ không phản đối. Diệp Quân làm sao không nghe ra được ý định của đối phương? Bà ta đang muốn giải quyết tận gốc. Văn minh chân vũ trụ cao hơn vũ trụ quan huyên, phúc lợi cũng tốt hơn, nếu hai bên không phản đối thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn gia nhập bên đó, bởi không phải ai cũng có thể cự tuyệt cám dỗ. Phong Kỳ nhìn hắn với nụ cười trên môi. Sau đó nghe Diệp Quân nói, được. Câu trả lời khiến bà ta sửng sốt. Chấp kiếm nhân cũng nhíu mày, không ngờ hắn lại khẳng khái đồng ý như vậy. Diệp Quân, nếu vũ trụ quan huyên đủ tốt thì họ sẽ ở lại. Nếu không thì ta có cưỡng ép cũng chỉ làm chậm trễ họ. Vũ trụ quan huyên chúng ta, ai tới ai lui đều được. Tới lui thế nào cũng được. Những lời này khiến Phong Kỳ chợt sinh lòng kính nể. Bà ta nghiền ngẫm nhìn Diệp Quân, thầm nhủ đúng là một người quyết đoán. Chấp kiếm nhân cũng nhìn hắn nhưng lại không nói gì. Các cường giả khác của chân vũ trụ cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ thiếu niên này lại dứt khoát đến vậy. Diệp Quân lại nói. Nhưng ta muốn mở một tiên bảo các ở chân vũ trụ, vậy có được không? Phong Kỳ không đáp. Nàng ta đương nhiên đã nghe về nơi này, cũng biết vũ trụ quan huyên có thể phát triển như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công lao của nó. Hơn nữa hình thức kinh doanh của tiên bảo các lại không kém cạnh gì so với chân vũ trụ, nếu để Diệp Quân xây dựng thì sẽ tạo nên nguy cơ rất lớn cho thương hội địa phương. Tả tướng đang muốn cự tuyệt. Nhưng rồi lại nghĩ đối phương đã dám để cho người của vũ trụ quan huyên đến chân vũ trụ, bây giờ bà ta lại từ chối thì lại có vẻ hẹp hòi. Bấy giờ bà ta mới hiểu ra vì sao Diệp Quân lại đồng ý thoải mái đến vậy, ra là còn có chiêu này. Mà hắn thì nhìn tả tướng, chờ đợi một câu trả lời. Bà ta cười, được, nhưng chân vũ trụ muốn thu lợi nhuận. Diệp Quân nhíu mày.
Tả tướng, Trần Vũ Trụ và Vũ Trụ Quan Huyên, mỗi bên chia đôi 5 năm, cậu thấy thế nào? Diệp Quân im lặng. Tả tướng hỏi, Diệp công tử, cho dù ta có đồng ý cho Tiên Bảo Các tiến vào, nhưng cậu cho rằng không có sự ủng hộ của Trần Vũ Trụ thì nó có còn phát triển được sao? Thế là Diệp Quân gật đầu, vậy ta đồng ý. Tả tướng, còn yêu cầu gì nữa không? Diệp Quân lắc đầu, đứng dậy nói cáo từ. Rồi xoay người rời đi. Thấy Tử Nhu cũng đứng dậy đi theo, Diệp Quân quay lại nhìn, nghe nàng ấy cười hỏi, sao thế? Hắn ngẫm nghĩ một hồi, vết thương của tiền bối đã hoàn toàn khôi phục rồi, vẫn còn muốn theo ta sao? Nàng ta đáp ngay, đương nhiên. Diệp Quân thở dài, nhưng tiền bối là người của Trần Vũ Trụ. Tử Nhu, thông minh như ngươi, làm sao lại không biết mục đích của ta chứ? Diệp Quân không đáp. Tử Nhu lại hỏi, ngươi đã thấy vũ trụ kiếp bao giờ chưa? Hắn lắc đầu. Nàng ta bèn cười, vậy ta dẫn ngươi đi. Diệp Quân sửng sốt. Tử Nhu lại gọi chấp kiếm nhân đứng ở xa, Từ Kính. Đi chung đi. Đối phương im lặng, không lên tiếng phản đối. Tử Nhu hỏi Diệp Quân, đi không? Diệp Quân thầm nghĩ. Đi xem vũ trụ kiếp, có phải cũng sẽ nhìn thấy chân thần trong truyền thuyết kia? Đi xem vũ trụ kiếp ư? Diệp Quân đương nhiên không từ chối, bởi vì hắn không chỉ muốn nhìn xem vũ trụ kiếp ra sao mà còn muốn gặp vị chân thần với thực lực không thua gì cha kia. Thấy hắn ngầm đồng ý, ba người lập tức lên đường. Đợi họ biến mất rồi, tả tướng Phong Kỳ và hữu tướng mới đi ra. Người sau ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy âu lo. Tả tướng khẽ hỏi, ông muốn nói về Từ Nhu. Hữu tướng gật đầu, quan hệ của nàng và Diệp Quân không tầm thường. Tả tướng cười cười, ta biết ông đang lo lắng điều gì, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không giúp vũ trụ quan huyên gây bất lợi cho Trần Vũ Trụ chúng ta. Hữu tướng không đáp lời. Tả tướng lại nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, Từ Nhu cũng sẽ luôn đứng về phía chúng ta. Hữu tướng liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì thêm. Từ Nhu dẫn Diệp Quân và chấp kiếm nhân đi đến một ngọn núi bề ngang đến 100.000 trượng, bên trên là một truyền tống trận khổng lồ được phủ kín trong phù văn kỳ lạ. Nàng ấy đưa hai người kia đi vào rồi khởi động nó, để cả ba cùng biến mất. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân tò mò hỏi, Từ Nhu tiền bối, có thể cho ta biết tường tận vũ trụ kiếp là gì không? Nàng ấy vui vẻ đáp, ta từng nói với ngươi về bản nguyên đại đạo rồi. Đó chính là nguồn gốc của hết thảy vạn vật. Vũ trụ kiếp sống dựa vào nó, vì vậy chỉ có thể trấn áp chứ không thể tận diệt. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Từ Nhu nhìn sang, vì bản thân nó chính là một phần của đại đạo, tiêu diệt nó chẳng khác gì tiêu diệt chúng sinh. Diệp Quân nhíu mày, nên chỉ có thể trấn áp thôi sao? Từ Nhu gật đầu, chính xác, như người thường có sinh có tử, sinh tử cũng là một phần của đại đạo. Việc đại tỷ đang làm chỉ là trì hoãn tốc độ hủy diệt của vũ trụ này mà thôi. Diệp Quân im lặng gật gù. Từ Nhu, nhưng ta rất lo. Diệp Quân nhìn sang, nghe nàng ấy nói với vẻ phức tạp, cô ngươi vì ngươi mà trấn áp chủ nhân bút đại đạo ở hệ Ngân Hà, đây vốn là ý tốt. Nhưng nàng ấy lại không ngờ rằng ông ta chính là người lập ra trật tự của vũ trụ vô tận, đã từng trấn áp vô số cường giả. Nay ông ta bị trấn áp. Từ Nhu khẽ lắc đầu. Như vĩnh sinh đại đế kia trốn thoát được vì phong ấn do chủ nhân bút đại đạo để lại trở nên lỏng lẻo. Sở dĩ đại tỷ chỉ đuổi chứ không trấn áp gã, một phần cũng là vì lý do này. Diệp Quân lắc đầu cười khổ, cô trấn áp chủ nhân bút đại đạo nhưng lại vô tình để vĩnh sinh đại đế trốn thoát, đây chắc chắn là tin xấu với hắn. Từ Nhu cười, cô người có ý tốt, nhưng nàng ấy cũng không ngờ ngươi lại yếu đến vậy. Diệp Quân cạn lời. Từ Nhu, chúng ta không biết nhiều về thời đại văn minh vĩnh sinh nên không biết họ còn có những cường giả nào, ấy vậy mà nó còn chưa phải mối lo lớn nhất. Sắc mặt Diệp Quân đanh lại, ý người là. Từ Nhu hạ giọng, người có biết vì sao biên giới vũ trụ lại kiên cố vậy không? Diệp Quân đáp ngay, vì chủ nhân bút đại đạo. Từ Nhu gật đầu, ông ta phân chia vũ trụ thành nhiều khu vực cho các nền văn minh phát triển độc lập. Vào đúng thời điểm thì sẽ khai thông biên giới vài nơi để các vũ trụ và thế giới liên thông với nhau. Nhưng vẫn có một số nơi ông ta chưa cho mở cửa. Diệp Quân, người đang lo sẽ có các nền văn minh vũ trụ khác xuất hiện. Từ Nhu nhìn sang,
Vũ trụ mênh mông này không chỉ có chúng ta đi tìm văn minh khác, mà họ cũng đang đi tìm chúng ta. Theo ta được biết, chủ nhân bút đại đạo đã từng củng cố biên giới vũ trụ vốn đã rất chắc chắn vào thời đại văn minh thần đạo. Vì sao, ông ta sợ chúng ta đi xâm lấn vũ trụ khác, hay sợ điều ngược lại? Diệp Quân im lặng. Một tia lo lắng nảy lên trong mắt Tử Nhu, nếu là cái trước thì còn đỡ, nhưng nếu là cái sau thì sao? Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân ta mà thôi, có khi là ta nghĩ nhiều rồi. Chấp kiếm nhân bỗng mở miệng, không phải tỷ nghĩ nhiều. Tử Nhu và Diệp Quân nhìn sang, nghe nàng ta nói với vẻ lãnh đạm, đại tỷ trước kia quả thật từng ra cố biên giới chân vũ trụ. Tử Nhu cau mày, đại tỷ cũng làm vậy ư? Chấp kiếm nhân gật đầu, tỷ ấy chỉ để lại một câu trước khi trấn áp vũ trụ kiếp, tỷ biết là gì không? Tử Nhu lắc đầu. Chấp kiếm nhân nhìn nàng ấy, là chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt Tử Nhu thoát cái trở nên nghiêm trọng. Chấp kiếm nhân liếc nhìn Diệp Quân, tiếp tục nói, chủ nhân bút đại đạo là người tiếp cận đạo gần nhất ở vũ trụ này, cũng là người duy nhất có thể được xem là có khả năng ngự đạo. Nay ông ta bị trấn áp, các vũ trụ đã biết tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn. Diệp Quân, hay là thả ông ta ra cho rồi. Chấp kiếm nhân quay mặt sang hướng khác, không quan tâm đến hắn. Diệp Quân im luôn. Tử Nhu lắc đầu, cô ngươi là nhân vật tuyệt thế vô song. Nếu đã trấn áp chủ nhân bút đại đạo thì chắc chắn là do ông ta có ý đồ sâu xa. Ta đoán có lẽ là ông ta đang làm gì đó ác ý, bị cô ngươi phát hiện rồi trấn áp. Diệp Quân gật gù, khẽ thở dài trong lòng khi nhận ra thế giới này phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Tử Nhu cười cười, lần này ta đưa ngươi đến đây, một là cho ngươi thấy vũ trụ kiếp, hai là giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh hơn. Diệp Quân tò mò nhìn sang. Đang muốn mở miệng thì thấy đường hầm thời không ở nơi xa chợt nứt vỡ, từng luồng sấm sét ầm ầm kéo tới. Tử Nhu thốt lên, Tử Kính, bảo vệ hắn. Nàng ấy bước tới trước, vung tay lên. Một trận pháp vàng óng tuôn ra từ tay nàng, cản lại những tia chớp kia. Diệp Quân cảm nhận được uy lực của sấm sét thì đanh mặt. Chúng nó mạnh hơn vũ trụ kiếp rất nhiều, nếu bị một tia bổ chúng thì hắn toi là chắc. Chợt chấp kiếm nhân xuất hiện trước mặt hắn. Vươn tay thả ra hàng loạt kiếm khí ngăn cản sấm sét. Tử Nhu chợt kinh hãi thốt lên, sao lôi kiếp mạnh vậy? Chấp kiếm nhân, càng lúc càng mạnh hơn. Sắc mặt Tử Nhu xa sầm, đại tỷ. Sấm sét ùa tới ngày càng nhiều khiến truyền tống trận bị quá tải. Tử Nhu lập tức nói, tiểu tử, nắm lấy Tử Kính mau. Truyền tống trận này không chịu nổi nữa, chúng ta sẽ phá đường ra ngoài. Nói rồi, nàng ấy vung tay lên. Thả ra hàng vạn luồng sáng vàng đẩy giạt lôi kiếp sang một bên. Diệp Quân vội vàng ùa tới ôm lấy eo Tử Kính từ phía sau. Nàng ta biến sắc, quát lên, muốn chết hả? Tỷ ấy nói người nắm lấy ta, không phải ôm. Diệp Quân chần chừ rồi dùng hai tay đặt lên eo nàng ta. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Tử Kính, cảm thấy phiền nhiễu vô cùng, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe Tử Nhu la lên, đi. Nàng ấy vung tay sang bên. Để những tia sáng vàng đẩy lôi kiếp đi, vạch ra một con đường cho họ. Chấp kiếm nhân không nhiều lời nữa mà ngự kiếm, dẫn theo Diệp Quân biến mất ở nơi xa. Tử Nhu cũng nhanh chóng hóa thành tia sáng vàng bay theo. Trên đường bay, Diệp Quân hốt hoảng quan sát cảnh vật hai bên. Lôi kiếp vô cùng tận đang ầm ầm giáng xuống như sao xa, đan thành một tấm lưới chẳng chịt không nhìn thấy đầu đuôi. Kinh khủng vô cùng. Mỗi một tia sét đều mạnh hơn mệnh vận kiếp không biết bao nhiêu lần. Như sực nhớ ra gì, Diệp Quân quay phát lại, chỉ thấy một phù ấn vàng kim đang lơ lửng cách đó mấy trăm nghìn trượng, lôi kiếp nào bén mảng đến gần đều bị một thứ sức mạnh bí ẩn đập nát. Giọng Từ Nhu vang lên bên tai hắn, đó là pháp tắc chân thần do đại tỷ để lại. Nhờ có nó mới ngăn được lôi kiếp, bằng không chúng nó sẽ hủy diệt toàn bộ chân vũ trụ và những vũ trụ khác. Diệp Quân im lặng quan sát với vẻ mặt nặng nề. Nếu để lôi kiếp xâm lấn vũ trụ quan huyên, chắc chắn cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ có số ít cường giả cao cấp mới có thể sống sót. Tử Nhu lại nói, lôi kiếp này chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ kiếp mà thôi, chứ bản gốc nó còn kinh khủng gấp chục triệu lần những gì ngươi đang thấy. Thấy Diệp Quân giật mình nhìn sang, nàng ấy lại nói, ta không lừa ngươi làm gì. Ta từng có lần may mắn nhìn thấy vũ trụ kiếp vào mười mấy nghìn năm trước,
uy lực của nó khi đó phải nói là khiến người tuyệt vọng, huống chi là vũ trụ kiếp hôm nay. Diệp Quân nhìn lôi kiếp hạ xuống như sao băng khắp trốn mà kinh hãi vô cùng. Nếu để thứ này lọt vào vũ trụ quan huyên thì hắn chỉ còn nước thỉnh cha ra đỡ hộ mà thôi. Chứ hắn làm không được. Giang Sơn à, không cần. Đúng lúc này, mấy chục tia sét màu đỏ thắm hiện ra ở phương xa khiến hai người phụ nữ đồng loạt biến sắc. Từ Nhu kinh hãi thốt lên, coi chừng. Diệp Quân cũng không giữ được bình tĩnh khi thấy chúng, những tia sét mạnh hơn lôi kiếp thường đến mấy chục lần. Hắn ôm thít lấy eo chấp kiếm nhân theo bản năng khiến nàng ta vừa giận vừa sợ, nhưng giờ phút này cũng không rảnh để đắn đo nữa, chỉ vung tay lên bắn ra một loạt kiếm khí chém vào những tia sét đỏ. Uinh uinh uinh. Hàng loạt tiếng nổ vang lên khắp tinh không. Nhưng kiếm khí của nàng ta vậy mà không khiến huyết lôi bị suy xuyển mảy may. Khi chúng đồng loạt vồ tới, chấp kiếm nhân lạnh lùng dương mắt, khép ngón tay lại làm động tác chém, để một tia kiếm khí dài đến vạn trượng lao ra. Kiếm quang vào huyết lôi va chạm rồi nứt toác, đẩy Diệp Quân và chấp kiếm nhân lui lại liên tục. Ngay sau đó, một tia huyết lôi khác lại bổ tới với tốc độ không tưởng. Chấp kiếm nhân chập tay lại đưa lên ngang trán rồi bước tới, phá. Một thanh kiếm phá không lao vút đi. Duỳnh. Nó gắng gượng ngăn cản được tia sét, nhưng lại có một tia khác bổ tới chỉ một khắc sau đó, khiến thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh. Chấp kiếm nhân biến sắc, vội vàng vung tay, gọi khiên kiếm quang hiện lên. Nhưng tấm khiên cũng vỡ nát, đẩy văng hai người Diệp Quân và chấp kiếm nhân bay tít ra xa. Tay Diệp Quân rời khỏi eo chấp kiếm nhân, cả người bay vút ra ngoài. Nơi nơi đều là lôi kiếp, hắn phải làm sao để ngăn cản bây giờ? Chấp kiếm nhân bất chấp tia sét đang nện xuống trước mặt mình, xoay người túm lấy tay Diệp Quân, thả ra mấy chục tia kiếm quang từ trong cơ thể, cho chúng chém vào lôi kiếp phía sau hắn. Đồng thời, bản thân nàng ta cũng bị lôi kiếp bổ chúng. Chấp kiếm nhân bị đánh bật ra ngoài nhưng vẫn nắm chặt lấy Diệp Quân. Nếu buông hắn ra giữa nơi toàn là sấm sét này thì hắn chỉ còn một con đường chết. Đúng lúc này, lại một tia huyết lôi đỏ thẫm vồ tới với tốc độ khủng khiếp. Đồng tử chấp kiếm nhân rụt lại. Nào ngờ, Diệp Quân lại chọn đúng lúc này mà kéo nàng ta ra sau lưng, nhìn tia sét với vẻ hung hãn, mở. Duỳnh. Đạo ấn xuất hiện giữa trán hắn. Cảnh giới của hắn bay vọt lên đến tuế nguyệt tiên, đồng thời thả ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh tự nhiên. Ánh mắt hắn lóe lên đầy ngoan độc khi huyết lôi lao tới, chân bước ra, tay bổ kiếm xuống. Uỳnh. Nhát chém đi kèm kiếm khí hùng hậu thành công ngăn cản huyết lôi. Đây chính là đường kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Nhưng chỉ một khắc sau, thân xác hắn bắt đầu vụn vỡ. Chấp kiếm nhân ở sau lưng chứng kiến cảnh này với vẻ ngây dại. Mục đích của Từ Nhu và Bát Huyền. Dù Diệp Quân đã thăng cấp lên cảnh giới tuế nguyệt tiên, còn có cây thần tự nhiên, nhưng vẫn không thể chống lại lực lượng của huyết lôi này. Nếu có kiếm hành đạo, có lẽ còn có thể thử. Nhưng lúc này, hắn không có gì cả. Thật ra Diệp Quân cũng biết, nhưng hắn vẫn xông lên. Vì hắn cảm thấy mình không thể để người khác bảo vệ mãi, dù sao cũng phải làm gì đó. Vào lúc thân thể và linh hồn của Diệp Quân sắp hoàn toàn tan biến, một ánh sáng mờ đột nhiên bao phủ lấy hắn, sau đó, vô số ánh sáng bộc phát từ trước mặt Diệp Quân, đẩy lui vô số lôi kiếp. Người ra tay chính là Từ Nhu kia. Từ Nhu cất lời, đi. Sau đó, nàng ấy liên thủ với chấp kiếm nhân, phá không rời đi, đẩy ra lôi kiếp hai bên, chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất ở sâu trong tinh không xa xôi. Bên cạnh bãi cát trên một hòn đảo, Từ Nhu nhìn Diệp Quân đang nằm trước mặt với vẻ mặt nặng nề. Lúc này, thân thể của Diệp Quân đã không còn nguyên vẹn, còn rơi vào hôn mê. May mà có cây thần tự nhiên tu bổ thân thể cho hắn, nếu không, có lẽ Diệp Quân đã chết chắc rồi. Đây là huyết lôi kiếp chỉ xuất hiện khi thần linh vũ trụ đột phá, Diệp Quân bị lực lượng này đả thương, phương pháp chữa thương bình thường hoàn toàn không có tác dụng. May mà có cây thần tự nhiên. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân trước mặt, im lặng không biết đang nghĩ gì. Từ Nhu đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, cười nói, Từ Kính, người này đẹp trai thật đấy.
Từ Kính nhìn Từ Nhu, tỷ đi theo hắn là muốn sau này chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên có thể hòa bình với nhau ư. Từ Nhu cười nói, đây chỉ là một trong những mục đích của ta thôi. Từ Kính nhìn chằm chằm Từ Nhu, nhíu mày, còn mục đích gì khác ư? Từ Nhu nói tiếp, ta mong sau này hắn có thể giúp đại tỷ. Từ Kính trầm giọng nói, tỷ mong hắn có thể giúp đại tỷ chống lại vũ trụ kiếp. Từ Nhu gật đầu, đúng thế. Dứt lời, nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, sự sống còn của vũ trụ, không thể để đại tỷ gánh vác một mình được. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, tỷ đang lợi dụng hắn. Từ Nhu cười nói, từ này hơi khó nghe đấy. Chấp kiếm nhân lắc đầu, không đáp lại. Từ Nhu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Quân, khẽ nói, muội cảm thấy đại tỷ có thể chịu đựng mãi không? Chấp kiếm nhân xa sầm mặt, đã lâu rồi ta không được thấy bản thể của tỷ ấy. Từ Nhu nhìn Diệp Quân trước mặt, ngoài đại tỷ, có hai người chống lại được vũ trụ kiếp. Chấp kiếm nhân nhìn về phía Diệp Quân, hắn sao? Từ Nhu gật đầu, một người là chủ nhân bút đại đạo, người thứ hai chính là hắn, đương nhiên chắc chắn thực lực của hắn không đủ. Có điều nếu hắn chịu trách nhiệm này, mấy người sau lưng hắn sẽ gánh vác giúp hắn. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, tỷ muốn thông qua hắn lợi dụng những người sau lưng hắn. Từ Nhu gật đầu. Chấp kiếm nhân lắc đầu, Từ Nhu, ta nhìn ra hắn rất có thiện cảm với tỷ, nếu để hắn biết tỷ đang có mưu đồ với hắn. Từ Nhu đột nhiên ngắt lời nàng ta, cả Bát Huyền cũng thế. Con người chấp kiếm nhân chợt co lại, tỷ nói Bát Huyền cũng có mưu đồ với hắn ư. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười không nói gì. Chấp kiếm nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng trách Bát Huyền lại ngủ với hắn, ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi, dù có thích hắn hơn nữa cũng không thể cứ thể trao thân cho hắn được. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Từ Nhu bằng ánh mắt sắc bén, rốt cuộc hai người đang tính toán cái gì? Từ Nhu cười nói, không phải ta đã nói rồi à? Để hắn đến chống lại vũ trụ kiếp. Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, hắn không biết Bát Huyền có ý đồ với mình sao? Từ Nhu cười khẽ, sau đó hỏi, muội biết nhược điểm lớn nhất của người này là gì không? Dứt lời, nàng ấy nhìn Diệp Quân trước mặt, nhẹ giọng nói, nhược điểm lớn nhất của hắn là tốt bụng, hắn còn tốt bụng hơn cha và ông nội của hắn nhiều, tốt bụng cũng cần đúng chỗ, nếu không sẽ dễ bị lừa dối, bị lợi dụng. Chấp kiếm nhân lắc đầu, trầm giọng nói, Từ Nhu, tỷ và Bát Huyền hành động như thế thật sự là hơi bỉ ổi. Từ Nhu gật đầu, ta biết. Chấp kiếm nhân giận dữ, tỷ biết cái khỉ gì, dù hắn là kẻ thù, nhưng hành động này của hai người thật sự rất bỉ ổi, ta coi thường nó, cả đại tỷ cũng sẽ thế. Từ Nhu nhìn về phía chấp kiếm nhân, vậy muội có cách nào giúp đại tỷ không? Chấp kiếm nhân lạnh lùng nói, nếu một ngày nào đó đại tỷ không chống lại được nữa, ta sẽ chết cùng với tỷ ấy. Hành động này của tỷ và Bát Huyền giống cái gì? Bát Huyền đang coi muội ấy thành cái gì rồi? Dùng sắc lừa người, mẹ kiếp, nếu muội ấy ở đây, ta nhất định sẽ đánh chết muội ấy, đúng là bỉ ổi. Từ Nhu đột nhiên nổi giận, muội thì biết cái gì, cả ngày muội chỉ biết đánh biết giết, muội chẳng hiểu cái gì cả. Nếu không thể ngăn chặn vũ trụ kiếp, muội biết chân vũ trụ sẽ có bao nhiêu người phải chết không? Chấp kiếm nhân châm chọc, đây là lần đầu tiên ta phát hiện tỷ sợ chết thế đấy. Từ Nhu đứng phát dậy, giận dữ nói, nếu đại tỷ bỏ mạng vì không thể ngăn chặn được nữa, ta sẽ là người đầu tiên chết cùng tỷ ấy. Chấp kiếm nhân im lặng một lúc, nàng ta nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, lắc đầu, Từ Nhu, tỷ giết hắn ta không phản đối, nhưng đừng làm như thế. Từ Nhu giận dữ, nếu không kéo hắn đi theo, người sau lưng hắn sẽ không chống lại vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tại sao chỉ một mình đại tỷ chống chọi? Tại sao? Chấp kiếm nhân nhìn chằm chằm Từ Nhu, ta không quan tâm được nhiều điều như thế, đợi hắn tỉnh lại, ta sẽ nói cho hắn biết sự thật. Từ Nhu bình tĩnh nói, đã muộn rồi. Chấp kiếm nhân cau mày, Từ Nhu đột nhiên chỉ vào giữa chân mày Diệp Quân, muội xem đi. Chấp kiếm nhân nhìn về phía giữa chân mày của Diệp Quân, ở nơi đó có một vết máu rất sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.